rùa đen khó chơi, huyết chiến đến cùng, sở hữu đại lão hạ ngoan tâm, liên tục không ngừng triệu tập quân đội đi chém giết, một kích tự lui, các đại lão tự mình dẫn đội tiếp ứng, dạng này tổn thất có thể tận lực giảm xuống đến ít nhất, có thể tận khả năng chu sát càng nhiều minh tộc. Huyết chiến 4 ngày, minh tộc bên kia bị chém giết ít nhất 50 triệu quân đội, nhân tộc yêu tộc bên này cũng tử thương hơn 2.000 vạn. Song phương đều giết mắt đỏ, tại nhân tộc yêu tộc quân đội vừa xuất hiện về sau, minh tộc bên kia lập tức chen chúc mà tới. Nhân tộc yêu tộc bên này công kích từ xa một vòng lập tức rút lui, minh tộc điên cuồng đuổi giết, coi như trả giá càng nhiều quân sĩ sinh mệnh, cũng muốn lưu lại bộ phận nhân tộc yêu tộc quân đội. Ngày thứ bảy, nhân tộc yêu tộc quân đội đã chết trận vượt qua 50 triệu, minh tộc bên kia cũng bị chém giết gần ước. Minh tộc bên kia rốt cuộc ngồi không yên, chư vị minh vương nhao nhao xuất động, tại nhân tộc yêu tộc quân đội xuất động về sau, số lớn minh vương nhao nhao xuất thủ, lần này nhân tộc yêu tộc quân đội bên này tử thương đột nhiên tăng lên. Chiến đấu đến mức này, Minh đế thế mà không có hiện thân, thanh đế cũng chưa từng xuất hiện, hạ vũ ngọc phù là càng ngày càng sáng, nhưng thanh đế nhưng cố không có hiện thân, trinh sát đồng dạng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Thiên hồng giới cửu thiên tỏa tinh đại trận năng lượng càng ngày càng yếu, đã tiêu hao hơn phân nửa, tiếp tục công kích xuống dưới đoán chừng nhiều nhất mấy ngày đại trận liền sẽ phá vỡ. Nhân tộc yêu tộc bên này đại lão đều không có ra trận chém giết, chỉ là tiếp ứng thôi. Minh tộc các cường giả cũng không có truy sát, chỉ là nhân tộc yêu tộc bên này quân đội đến đánh lén, bọn hắn sẽ ra tay chém giết một nhóm, nhưng chưa từng truy sát, tránh cho bị bên này mai phục lừa giết. Dùng bất biến ứng vạn biến, đây chính là minh tộc sách lược, minh tộc quân đội nhiều lắm, trinh sát hồi báo thiên linh giới thiên cương giới nội tu xây minh thần đại trận, rất nhiều minh tộc quân đội bắt đầu truyền tống. Giống như dự tính không sai, minh tộc còn có thể triệu tập hơn một ức quân đội. Nhân tộc yêu tộc bên này có thể triệu tập quân đội toàn bộ đều điều tập, Bảy cái tiểu thiên thế giới bên trong cường giả toàn bộ triệu tập tới, tỉ như địa giới Bạch Hà Vương, Lục ưng Vương bọn người tới, ngay tại trong đại quân. Thiên yêu giới có thể triệu tập quân đội đồng dạng đều tới, còn lại đều là một chút sức chiến đấu không mạnh yêu tộc, điều đến cũng không có ý nghĩa không lớn. Thứ 10 ngày, nhân tộc yêu tộc triệu tập ra 100 triệu đại quân cơ bản đã tử trận, chỉ còn lại không tới 6-700 vạn. Thiên hồng giới tỏa tinh đại trận năng lượng không sai biệt lắm sắp tiêu hao hết rồi ở bên ngoài tiếp tục chiến đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trở về, cuồng đế hạ vũ ngụy thiên vương hạng khôi thiên phượng đại đế bọn người toàn bộ trở về, chiến đánh tới mức này tiếp tục triệu tập quân đội ra đánh lén đã không có ý nghĩa. Thiên hồng giới đại trận lập tức liền muốn phá vỡ, không bằng tập hợp đủ tất cả lực lượng cuối cùng tử chiến. Nhân tộc yêu tộc đại quân, bao quát các thành trì phủ quân, tự liền trinh sát đều triệu tập trở về. Nhân tộc yêu tộc lưu lại hơn một ước đại quân tụ tập tại cửu dương thành, lẳng lặng chờ đợi thiên hồng giới đại trận bị phá ra một khắc này, chờ đợi sau cùng sinh tử đại chiến. Nhiều ngày như vậy, thanh đế bọn người còn không có xuất hiện, rất nhiều quân sĩ nội tâm đã trầm lạc đến đáy cốc. Giống như một khắc cuối cùng thanh đế đồng dạng chưa từng xuất hiện, nhân tộc yêu tộc chắc chắn hủy diệt, bảy cái tiểu thiên thế giới thiên yêu giới, còn có ức vạn vạn tượng tiểu giới rất nhanh hội luân hãm, nhân tộc yêu tộc tận thế sẽ tiến đến. Cửu dương thành bên ngoài, đen nghịt đều là quân đội, thành nội thì đều là các tộc tộc trưởng trưởng lão. Toàn bộ quân sĩ cường giả trên cánh tay đều quấn lên miếng vải đen, sở hữu nhân tộc trên mặt đều là bình tĩnh. Đến giờ khắc này, đã không có gì tốt sợ hãi, tốt lo lắng, suy nghĩ nhiều. Không phải người chết chính là ta sống, chết xong hết mọi chuyện, cũng nghĩ không được nữa, giống như nhân tộc yêu tộc mệnh trung chú định muốn diệt vong, đó cũng là lên trời định số, không cách nào nghịch chuyển, không cách nào kháng cự. Ba vị yêu tộc đại đế, 36 cái thiên vương, cuồng đế, hạng khôi, Kha lộng ảnh bọn người xếp bằng ở cửu dương thành trên quảng trường, toàn bộ đại lão đều sắc mặt bình tĩnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Các nàng tại đem tinh khí thần tĩnh dưỡng đến trạng thái đỉnh cao nhất, lặng lặng chờ đợi cuối cùng đại chiến đến. Băng, không biết qua bao lâu, thiên hồng giới bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo bọt khí vỡ tan thanh âm, cái này một thanh âm vang lên, trong mọi người tâm kia một cái dây cung tựa như bị cắt đứt. Trong nháy mắt, hơn một ước nhân tộc yêu tộc quân đội đồng thời mở to mắt, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía không trung, trên thân cũng bắt đầu tràn ngập sát khí, nhưng không có quân đội loạn động, không có hiển lộ binh khí. Âm 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 âm, từng đạo trầm muộn thanh âm từ trên cao truyền đến, trên không trung hồng mông cương khí rốt cuộc bị phá ra một cái cửa hang, từng đạo hắc vụ tràn ngập mà tiến. Công kích cũng không có ngừng, hồng mông cương khí bị phá ra lỗ hồng càng lúc càng lớn, bầu trời tựa như bị xé nứt một cái cự đại lỗ hồng. Hiu 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 hiu, từng đạo cuồn cuộn hắc vụ tràn ngập mà tiến, tại hắc vụ bên trong từng cái minh tộc nổ bắn ra mà tiến, phía trước nhất một cái minh tộc khí thế phi thường cường đại, trong tay cầm một cái hẹp dài hắc đao, con mắt là hình tam giác, tựa như một đầu độc xà. Minh Luân, cuồng đế cắn răng nghiến lợi quát khẽ một tiếng, sát khí trên người đổ xuống mà ra, trong tay một cái cự phủ ngưng hiện, hắn dẫn đầu nổ bắn ra mà lên, giống giật, giết. Hưu, ngay một khắc này, phía đông bầu trời truyền đến một đạo tiếng xé gió, ngay sau đó một đạo to lớn giải lụa màu xanh theo phía đông phá không mà đến, trong nháy mắt đã tới cửu dương thành bên trên không trung. Tại cái này tấm lụa xuất hiện một khắc này, tứ phương phong vân tề động, thiên địa chi lực khiên động, đem Cửu Dương Thành trên không trung không gian cho phong ấn. Ầm, um, giải lụa màu xanh trùng điệp bổ vào gào thét mà xuống Minh Luân trên thân, bởi vì thiên đế chi lực chấn áp, bốn phía không gian căn bản không động được, Minh Luân phi thường muốn trốn tránh, nhưng di động không được thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giải lụa màu xanh bổ vào trên người hắn, sau đó thân thể của hắn bạo thành huyết vụ, bị giải lụa màu xanh oanh sát. Hưu Phía đông bốn đạo nhân ảnh phá không mà đến, trước nhất một người khuôn mặt khôi ngô, khí chất bất phàm, phiêu nhiên như tiên. Trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì khí thế, nhưng hắn xuất hiện một khắc này, tựa như toàn bộ thế giới đều biến mất. Tầm mắt mọi người bên trong chỉ có một mình hắn, mà lại tất cả mọi người bao quát ba vị yêu tộc đại đế giờ khắc này nội tâm đều run rẩy Thanh đế rốt cục xuất hiện, một chiêu đem phong đế cấp minh luân chém giết. mươi 2079, Minh đế, Thiên đế, Cuồng đế bọn người kinh hỉ giống to, từng bầy quân sĩ đi theo hô to, tại như thế thời khắc thanh đế xuất hiện, để toàn quân sĩ khi đạt đến cực điểm. Tại sở hữu nhân tộc đại quân trong lòng, thanh đế có thể xuất hiện, có thể theo minh giới giết ra đến, liền không có người có thể diệt sát hắn, nhân tộc chắc chắn đại thắng. Thiên phượng đại đế và mấy ngàn vạn yêu tộc đại quân tinh thần nhất chấn, gian giật không thể đi ra, thanh đế ra, đối với bên này cũng là thật to chuyện tốt. Nếu không trận chiến ngày hôm nay sở hữu yêu tộc đều phải chết ba vị yêu tộc đại đế khó thoát khỏi cái chết giết cuồng đế lần nữa hét lớn một tiếng dẫn đầu nhân tộc yêu tộc đại quân gào thét mà lên bất quá giờ khắc này thanh đế đột nhiên hạ một cái rất kỳ quái mệnh lệnh nhân tộc đại quân toàn bộ nguyên địa chờ lệnh ba vị yêu tộc đại đế xin các ngươi dẫn đầu yêu tộc đại quân bản đế theo ta diệt sát minh tộc thanh đế mệnh lệnh này phi thường không hiểu thấu để thiên phượng đại đế bọn người tức giận không thôi dựa vào cái gì nhân tộc quân đội bất động yêu tộc quân đội đi chém giết thanh đế đây là nghĩ bảo tồn nhân tộc, để yêu tộc đi trước tiêu hao hết sao. Xuất chiến, thiên phượng đại đế trong linh hồn si hồng đột nhiên truyền âm ra, vô cùng kiên quyết. Si hồng là vạn yêu chi tổ, thiên phượng đại đế không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể mang theo hơn 50 triệu yêu tộc bay vụt mà lên, cùng sông tới minh tộc đại quân chém giết cùng một chỗ. Thiên hồng giới hồng mông cương khí đã bị phá ra một đạo mấy chục vạn trượng to lớn lỗ hồng, Minh tộc đại quân liên tục không ngừng tràn vào đến, giờ phút này số lượng đã đạt đến mấy ngàn vạn. Thanh đế là nhân tộc Thiên đế, mệnh lệnh của hắn không ai dám ngỗ nghịch, cuồng đế mang binh bắn ngược mà quay về, trầm mặc đứng tại Cửu Dương Thành bên trong nhìn xem trên không chém giết. Ngụy Thiên Vương Kha Lộng ảnh hạng khôi bọn người cảm giác không hiểu thấu, như thế thời khắc, vì sao Thanh đế để nhân tộc bất động yêu tộc đại quân hủy diệt, nhân tộc đại quân lưu lại còn có bất cứ ý nghĩa gì giờ phút này nhân tộc đại quân sĩ khí như hồng chính là xuất chiến thời cơ tốt a. Chẳng lẽ, Kha lộng ảnh trong đầu đột nhiên hiển hiện một cái cực kỳ to gan suy nghĩ, bất quả ý nghĩ này quá dọa người, nàng không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ. Chỉ có thể tiếp tục quan sát đến không chung, quan sát đến hết thảy cục diện. Thanh đế quá mạnh, hắn mang theo ba vị nhân tộc phong đế cấp, còn có ba vị yêu tộc đại đế, vọt thẳng vào minh tộc trong đại quân. Hắn cũng vô dụng phá thiên đao, chỉ là tiện tay bổ ra một giải lụa liền có thể rảo sát một mảnh minh tộc, mà lại hắn chuyên tìm minh tộc phong đế cấp minh vương công kích, mỗi lần bị hắn khóa chặt một cái phong đế cấp minh vương, không chết cũng trọng thương. Minh tộc tử thương thảm trọng, từng mảnh từng mảnh minh tộc thi thể giáng xuống, minh thú, hoàng tộc, thi binh, minh tướng, hài cốt cự nhân rất nhiều bị nện thành thịt nát hài cốt ẩm vang bay xuống, liền cửu dương thành rất nhiều tòa thành đều bị nện hủy. Nhưng minh tộc đại quân vẫn là liên tục không ngừng tràn vào vào đây, giờ phút này đã hơn một ức, giống như không phải thanh đế bọn người quá biêu hãn, bằng vào yêu tộc đại quân đã sớm không ngăn được. Giết, 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 Bạo Long Vương, Hạn Bạt Vương, Thiên Bằng Vương các loại chờ cường giả yêu tộc giết đỏ cả mắt, phượng nghe một cái trí lực thông thiên, một mực tỉnh táo như băng yêu tộc nữ từ giờ phút này cũng đều giết đỏ cả mắt. Nhìn xem yêu tộc con em từng mảnh từng mảnh chết đi, ai còn có thể bảo trì bình tĩnh cùng tỉnh táo. Thanh nghe, không nghĩ tới người còn có thể chạy ra minh nguyên bất quá coi như người có thể trốn tới, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, nhân tộc khó thoát bị diệt vận rủi. Một đạo chấn thiên động địa tiếng giống to vang lên, đây là minh cổ thanh âm. Nhưng Minh Cổ nhưng không có xuất hiện, chỉ là từng đội từng đội Minh Đế quân xuất hiện, cũng không có công kích Thanh Đế, cũng không có công kích yêu tộc quân đội, mà hướng phía dưới Cửu Dương thành gào thét mà đi. Giết, cuồng đế lần nữa bạo giống một tiếng, muốn hướng không trung bay đi, nhưng Thanh Đế phi thường băng lãnh thanh âm truyền đến, sở hữu nhân tộc đại quân ở phía dưới chém giết, không phải bay lên không trung, không phải cùng yêu tộc đại quân tới gần. Thanh Đế cái này không hiểu thấu mệnh lệnh, lần nữa để rất nhiều nhân tộc quân sĩ mê mang không thôi. Bất quá thanh đế trí tuệ như hải, mệnh lệnh của hắn khẳng định có thâm ý, nhân tộc quân sĩ cũng không dám ngỗ nghịch. Hơn một vạn minh đế quân mang theo ngàn vạn minh tộc đại quân giết xuống tới, cửu dương thành phía dưới bắt đầu huyết chiến. Thanh đế tiếp tục mang theo viêm đế thạch đế ngân đế thiên phượng đại đế các loại chờ ba vị yêu tộc đại đế truy sát minh vương. Thanh đế chiến lược quá biêu hãn, phổ thông minh vương tao ngộ hẳn phải chết, coi như phong đế cấp minh vương cũng không phải một chiêu chi địch. Được, ngụy thiên vương bọn người vừa lái chiến, một bên chú ý phía trên thế cục. Giống như dựa theo cục này thế xuống dưới, cho thanh đế lại đổ sát mấy canh giờ, minh tộc bên kia cường đại minh vương đô muốn chết hết. Chỉ cần minh vương chết hết, còn lại minh tộc đại quân không đủ gây sợ, nhân tộc cuối cùng nhất định có thể lấy được thắng lợi, mặc dù là thắng thảm, để ngụy thiên vương vân thiên vương hạng khôi bọn người nội tâm có chút bất an là, đến cục diện như vậy, minh đế thế mà còn không có hiện thân. Cái này để người ta vô cùng bất an cùng sợ hãi, cảm giác minh đế tựa như tiềm phục tại trong rừng như rắn độc, hắn một khi lộ ra răng nanh, sẽ cho nhân tộc một kích chí mạng. Phía trên chiến đấu càng ngày càng thảm liệt, hơn 50 triệu yêu tộc đại quân bị tử thương đã vượt qua hơn 1.000 vạn, hạn bạt vương chiến tử, còn có rất nhiều yêu tộc ngụy đế cấp đồng dạng chết trận. Phía dưới chiến đấu đồng dạng thảm liệt, minh đế quân khi còn sống đều là nhân tộc phong đế cấp cường giả, bị minh đế tự mình luyện hóa, chiến lược từng cái nhưng so sánh ngụy đế cấp nếu không phải có cuồng đế hạ vũ cùng ngụy thiên vương bọn người phía dưới nhân tộc mặc dù số lượng vượt qua minh tộc mấy lần nhưng khẳng định cũng không ngăn nổi cuồng đế một người hấp dẫn mấy ngàn minh đế quân một người tại minh đế trong quân trái đột phải giết mỗi lần hắn cự phủ vung vẩy đều có một cái minh đế quân bị tàn sát hung mãnh đến không tưởng nổi thanh nghe từ bỏ vô vị chống cự nhân tộc thế đem diệt phong đây là lên trời định số không cách nào chống cự không thể nghịch chuyển minh cổ thanh âm lại một lần truyền đến Thanh đế bất phi sở động, mang theo sáu vị phong đế cấp tiếp tục tại minh tộc trong đại quân đâm xuyên, hắn cười lạnh một tiếng đáp lại nói, minh cổ, nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì xuống tới cùng bản đế một trận chiến. Các người minh đế đâu còn tại làm con rùa đen rút đầu chẳng lẽ muốn nhìn xem các ngươi minh vương toàn bộ bị bản đế chém giết sao. Rùa đen rút đầu thanh nghe, người quá để mắt chính ngươi. Một đạo âm trầm thanh âm già nua vang lên, thanh âm này tựa như đến từ 18 tầng địa ngục bên trong, tựa như kinh khủng nhất ma vương nghe xong thanh âm liền để rất nhiều nhân tộc yêu tộc cảm giác được dùng mình, không rét mà run. Giờ khắc này tiểu liền thiên phượng đại đế bọn người nội tâm rung động, toàn thân run rẩy. Ông, hắc phụ phun trào, một tấm to lớn mặt ở trên không trung ngưng kết, gương mặt kia cùng nhân loại mặt hoàn toàn tương tự, bất quá dòng giã có vạn trượng đại, tựa như một tôn vô địch chủ thần, làm người ta nội tâm khuấy động, dâng lên đến trí linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi. Hắn có một đôi hiện ra hồng quang con mắt, con mắt này bên trong tà ác băng lãnh chi quang, để thiên phượng đại đế cũng không dám nhìn thẳng quá lâu. Minh đế, sở hữu nhân tộc yêu tộc trong đầu đều hiện lên hai chữ, cái này để nhân tộc yêu tộc cảm giác kinh khủng nhất, tà ác nhất, sợ nhất mà đầu rốt cục lộ ra chân diện mục, lần thứ nhất hiện thân. Thế giới tại thời khắc này dừng lại, nhân tộc yêu tộc minh tộc đều không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu, ánh mắt nhìn về phía tấm kia gương mặt khổng lồ, cặp kia tà ác băng lãnh to lớn con mắt màu đỏ. Viêm đế thạch đế ngân đế thiên phượng đại đế bọn người thân thể có chút run rẩy, không tự chủ được nuốt nước miếng, giờ khắc này bọn hắn thế mà cảm giác không dậy được một tia chiến ý. Mọi người cùng nhau động thủ, giết Minh đế, nhân tộc tất thắng. Phía dưới cuồng đế thế mà tại thời khắc này bạo hống, thân thể bay vụt mà lên, trong tay cự phủ vô hạn biến lớn, đột nhiên hướng tấm kia gương mặt khổng lồ bổ tới. Mọi người cùng nhau động thủ không sai, bất quá không phải giết Minh đế, mà là giết ngươi, tại chương này mà to sau khi xuất hiện, thành đế thế mà một chút đều không có đi xem giờ phút này cũng không có động thủ, ngược lại ánh mắt nhìn về phía cuồng đế. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia đùa cợt, cười lạnh nhìn qua cuồng đế nói ra, cuồng hoàng, người rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly, hiện ra bản tôn đi. Cắt cắt chương 2080, chém giết minh đế. Đuôi cáo bản tôn, thanh đế làm cho tất cả mọi người không hiểu, kha lộng ảnh lúc này lại nội tâm khẽ động. Bởi vì nàng vừa rồi trong đầu hiển hiện một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, liền là thanh đế hoài nghi cuồng đế bọn người có vấn đề, không cho cuồng đế tới gần tránh cho bị đánh lén ngụy thiên vương bọn người là tên giảo hoạt bọn hắn trong nháy mắt tự kịp phản ứng lập tức nhìn chằm chằm nhìn qua cuồng đế theo thanh đế trong giọng nói bọn hắn nghe được một cái tín hiệu cuồng đế có vấn đề có vấn đề lớn rất có thể cuồng đế liền là minh đế cuồng đế cái này một bố liền muốn đánh xuống tại thời khắc này lại ngây ngẩn cả người hắn mơ hồ hướng thanh đế nhìn lại kinh nhi nói ra thiên đế ngài đây là ý gì đừng đóng kịch, thanh đế lạnh băng băng đáp lại nói, giang giật không có gạt ta, minh đế lần này hoàn toàn chính xác chuyển thế tại nhân tộc trên thân. Hoặc là nói, cuồng hoàng, người đã không phải là năm đó cuồng hoàng, người bị đoạt xá, người chính là minh đế. Xoạt, tựa như sấm sét giữa trời quang nổ lên, sở hữu nhân tộc cùng minh tộc đều nổ mộng, nguyên bản minh tộc muốn nhân cơ hội đánh lén, giờ khác này cũng ngừng lại, nhìn qua cuồng đế đều là mơ hồ. Vị này nhân tộc cường giả làm sao có thể là minh đế đâu, trên người hắn không có nửa điểm minh tộc khí tức, không có bọn hắn quen thuộc khí tức a. À. Ha ha ha, Cuồng đế cười ha hả, vô cùng tức giận nói ra, "Thiên đế, ngươi không phải là điên rồi phải không? Ta là minh đế phía trên kia cái kia minh đế là ai?" Hắn, Thanh đế đùa cợt cười một tiếng, tiện tay đánh ra một giải lụa, bắn thẳng đến trên không trung tấm kia gương mặt khổng lồ. Tấm lụa tốc độ quá nhanh, nhanh tất cả mọi người nhân tộc cùng minh tộc đều phản ứng không kịp. Oanh thanh đế tiện tay một kích, tấm kia gương mặt khổng lồ tụ phá thành mảnh nhỏ. Minh khí tản ra, lần nữa ngưng kết lại xuất hiện một cái nam tử thân ảnh, cái kia nam tử trên mặt đều là hình xăm, nhúc nhích không thôi, tựa như từng đầu giữ tận tiểu xa, không phải minh cổ là ai. Điêu trùng tiểu kỹ, thanh đế đùa cợt nhìn minh cổ một chút, cười lạnh nói, minh cổ, người cái này phô trương thanh thế trò xiếc còn kém một điểm, có thể giấu giếm được bọn hắn, nhưng không giấu giếm được bản đế. Cuồng hoang, người biết người cái nào lộ ra sơ hở sao toàn trường tĩnh mịch minh cổ trầm mặc không nói không có minh cổ mệnh lệnh minh tộc cũng không dám động phía dưới chiến đấu đều đình chỉ nhân tộc yêu tộc minh tộc tự động tách ra chờ đợi đáp án giải khai chờ đợi chân chính minh đế hiện thế cuồng đế mặt không biểu tình cũng không có lên tiếng thanh đế tiếp tục nói ra bản đế lần thứ nhất mang theo đại quân giết vào minh giới minh đế đột nhiên xuất hiện cái này khiến bản đế tự rất là hoài nghi bởi vì khi đó xuất hiện một cái huyễn trận, đem ta và các ngươi cô lập ra, chỉ có điên hoàng tốc độ mau cùng lên. Cuối cùng minh đế bản tôn xuất hiện, đem điên hoàng chém giết, đem bản đế phong ấn tại minh nguyên. Ta khi đó rất mơ hồ, đã có thể phong ấn bản đế, vì sao không đem tất cả mọi người cho phong ấn đơn độc phong ấn bản đế cùng điên hoàng đằng sau mới nghĩ thông suốt. Nguyên lai chân chính minh đế tự tiềm phục tại bên cạnh ta, hắn không muốn bại lộ chân thân. Sự tình phía sau cũng không cần nhiều lời a à ngươi công kích ta, đoạt được ông trời của ta đế lệch, đồng thời lợi dụng huyến tượng ngụy trang biểu hiện giả dối, lừa gạt hạ vũ thạch hoàng bọn người, nói để bán quái sơn người thay thế thiên đế chi vị, mang theo nhân tộc đại quân đi minh giới chịu chết. Bán quái sơn người trước kia tự cùng ngươi cấu kết a à đáng tiếc bản đế có mắt không chồng quá tin tưởng hắn. May mắn lân hoàng cùng giang giật khám phá các người bản chất, sớm đem nhân tộc đại quân còn lại giới diện nhân tộc rút lui, nếu không nhân tộc giờ phút này đã sớm hủy diệt. Bản đế vẫn là ra đã muộn, dẫn đến lân hoàng chết thảm. Ngươi lần này bản lại nghĩ lập lại chiêu cũ, đột nhiên đánh lén phía dưới chém giết sở hữu nhân tộc cường giả A lại không nghĩ rằng bản đế đi ra sớm như vậy. Bản đế hai lần mệnh lệnh để các ngươi không được với đến, ngươi lại ba lần đều muốn lên đến, lại lợi dụng minh cổ chế tạo một cái huyễn tượng, muốn nhân cơ hội muốn tới gần bản đế đánh lén. Giống như, ngươi là trước kia cuồng hoàng, làm sao dám ngỗ nghịch bản hoàng ý chí mà lại cái này minh đế giả mặt chế tạo đến phi thường rất thật, viêm hoàng bọn hắn đối mặt cái này minh đế giả thân, ngay cả công kích dũng khí đều không có, người cỡ nào gì có thể dám đối minh đế xuất thủ. Thanh đế chữ chữ châu ngọc, ngữ khí vô cùng khẳng định, mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, mọi người giờ khắc này đều hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu như là trước đó cuồng đế tuyệt đối không dám ngỗ nghịch thanh đế ý chí, mà lại vừa rồi viêm đế đám người xác thực không dám đối cái kia minh đế giả mặt động thủ. Cuồng đế chiến lực cùng viêm đế không sai biệt lắm, hắn thế mà có thể bổ ra một búa cái này rõ ràng có vấn đề lớn. Ha 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 ha. Cuồng đế đột nhiên cười to lên, khí thế trên người đột nhiên tăng lên, vô hạn kéo lên, thân thể của hắn bên ngoài đột nhiên xuất hiện hắc vụ, đem toàn thân bao phủ đi vào. Tiếp lấy cuồng đế thân thể tất cả mọi người dò xét không tới, hắn ngưng kết ra một tấm gương mặt khổng lồ, cùng vừa rồi giống nhau như đúc gương mặt khổng lồ. Vừa rồi cái kia đạo âm trầm, tựa như theo 18 tầng địa ngục bên trong truyền đến thanh âm đột ngột vang lên, thanh nghe, ngươi cho rằng khám phá bản đế bản tôn cũng đã rất ghê gớm bản đế muốn chém giết ngươi như giết gà giết chó nhận lấy cái chết. Gương mặt khổng lồ biến mất, ngưng tụ thành một cây to lớn trường thương hướng thanh đế bay đi, trường thương này khí thức vô cùng kinh khủng, tốc độ như kinh hồng lôi thiểm. Toàn trường sôi trào, khẩn trương nhìn qua kia cán kinh khủng cự thương, muốn nhìn một chút thanh đế ứng đối như thế nào. Suy suy, cùng lúc đó, tất cả minh tộc tại thời khắc này đều động thủ, hướng thanh đế bên kia bắn ra đạo đạo công kích. Bất quá để Ngụy Thiên Vương Kha lộng ảnh bọn người xem không hiểu chính là, phía dưới minh đế quân cùng minh tộc đều hướng không trung bay đi mà không trung minh tộc minh cổ bọn người cường giả tại công kích sau lại đều nhanh chóng hướng trên không trung cái kia lỗ hổng thối lui phô trương thanh thế lại tới đây chiêu thanh đế tùy thời đánh ra một giải lụa. đem kia cắn to lớn trường thương nhẹ nhóm hủy đi hắn mang theo viêm đế bọn người ở tại giữa không trung du tẩu tránh khỏi vô số công kích không bằng hắn sắc mặt rất nhanh biến đổi gầm thét không tốt minh đế muốn chạy trốn không chỉ là minh đế những cái kia hướng trên không trung bay đi minh đế quân cùng minh tộc, đều điên cuồng hướng xé mở hồng mông cương khí lỗ hồng thối lui. Minh tộc thế mà cứ như vậy rút quân, minh đế chỉ là giả thoáng một thương, lập tức liền chạy. Ừm đã hiểu, ta đã hiểu, thanh đế đôi mắt lấp lóe sau đó quát lớn, minh đế đoạt xá không lâu, thực lực còn không có triệt để khôi phục, toàn bộ phong vương cấp trở lên cường giả theo ta xuất khích, chém giết minh đế. Giết, viêm đế bọn người tinh thần nhất chấn quát lớn, Si Hồng hạ lệnh để Thiên Phượng Đại Đế bọn người đi theo Thanh Đế mà đi, phía dưới Ngụy Thiên Vương hạng khôi hạ vũ bọn người trần chờ một chút, nhao nhao mang theo phong vương cấp cường giả bay vụt mà lên. Thanh Đế ý chí không thể vi phạm, Thanh Đế nói cũng đúng bọn hắn suy nghĩ, nếu là đoạt xá, chiến lực khẳng định không cách nào khôi phục toàn thịnh. Minh Đế đã chạy trốn, cái kia hẳn là là không có nắm chắc chém giết Thanh Đế, hắn sợ khổ tâm kinh doanh cục diện thật tốt phá diệt, sở dĩ rút lui trước quân lại bàn bạc kỹ hơn. Tiểu Lộng Ảnh, người cũng đừng đi, lưu thủ thiên hồng giới đi. Ngụy Thiên Vương nhìn thấy Kha Lộng Ảnh đi theo bay vụt mà lên, cùng nàng bàn giao nói, thiên hồng giới còn có còn sót lại minh tộc gian tế, nhân tộc yêu tộc nhiều như vậy tổn thương bệnh, người tỏa chấn chủ tính trung hậu phương. Thanh đế đám người đã theo minh tộc trong đại quân giết ra một đường máu truy sát đi ra, Kha Lộng Ảnh nghĩ nghĩ bay xuống cửu dương thành. Nàng kỳ thật cũng không phải là rất muốn đi truy sát, bởi vì nàng đối thanh đế không có hảo cảm, mà lại nội tâm của nàng từ đầu đến cuối có một loại dự cảm không tốt. Nàng là cực kỳ hiếm thấy thái âm chi thể, giác quan thứ sáu nhạy cảm tại thường nhân, rất nhiều lần đều chứng minh cảm giác của nàng hoàn toàn chính xác không sai. Vấn đề ở chỗ Thanh đế đã trở về, Minh đế bản tôn đã bị nhìn thấu, hiện đã bại lui. Giống như lần này Thanh đế có thể đánh giết Minh đế, nhân tộc đại thắng đã thành định cư, cái này dự cảm không tốt bắt đầu nói từ đâu? Khó khăn đạo Minh đế là cố ý yếu thế hắn là cố ý dẫn dụ Thanh đế ra ngoài tốt phục kích nhưng minh tộc cường giả đều xuất hiện a. À hắn dựa vào cái gì phục kích dựa vào một cái bán quái sơn người kha lộng ảnh không nghĩ ra nàng nhìn thấy minh tộc đại quân toàn bộ nhanh chóng thối lui nhân tộc yêu tộc phong vương cấp trở lên cường giả đều truy sát ra ngoài chỉ để lại một chút phổ thông quân sĩ còn có vô số tổn thương bệnh tàn tướng thi thể đầy đất nội tâm của nàng không hiểu sợ lên nữ nhân sợ hãi thường thường sẽ nghĩ lên nàng yêu mến nhất nam tử kha lộng ảnh ánh mắt nhìn về phía phương nam tiểu quyền cầm thật chặt tại nội tâm kêu gọi giang giật người đang làm gì ngươi mau ra đây a à? chương 2081, một cái thế giới. Giang giật tự nhiên còn tại hỗn độn hồ dưới đáy, không bằng hắn không có ở tu luyện, mà là sầu mi khổ kiểm, mặt mũi tràn đầy thần thương ngồi. Hắn đã xuất quan dòng dã ba ngày, lần trước bế quan hơn 20 ngày, ở chỗ này bế quan một ngày tương đương bên ngoài mấy mười ngày, bế quan hơn 20 ngày tương đương ở bên ngoài bế quan mấy năm. Năm loại áo nghĩa đã sớm bị hắn dung hợp, nhưng mà để hắn hoảng sợ mà luống cuống chính là hắn thế mà không cách nào hấp thu hỗn độn chi khí, sở dĩ nội tâm của hắn phi thường cấp bách, đã đến tuyệt vọng biên giới. Khoảng cách cửu dương thiên đế ra ngoài đã nhanh hai tháng, minh tộc đại quân hẳn là đã sớm tới. Giờ phút này người bên ngoài tuyệt đối là tại trong nước sôi lửa bỏng, hắn nhưng căn bản ra không được, mà lại. Thực lực cũng không có quá lớn tăng lên, trước đó hắn có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, ý nghĩ này là có căn cứ, theo lý thuyết cũng không hội sai, trước đó hai lần hấp thu phong chi nguyên độc chi nguyên, đã chứng minh dạng này là có thể được. Vấn đề ở chỗ nào, vấn đề ở chỗ nào, Giang giật không biết, hắn tại cái này trầm tư suy nghĩ ba ngày đã nhanh điên cuồng hơn. Hấp thu hỗn độn chi khí là hắn đường ra duy nhất, hắn dự cảm chỉ cần có thể hấp thu hỗn độn chi khí, thực lực của hắn mới có thể phóng đại, lôi điện áo nghĩa mới có thể chân chính đại thành, hắn cũng có thể ra ngoài, cái kia dị thú sẽ dạy hắn tiên vực thần thông. Ngũ đại áo nghĩa dung hợp, lại không cách nào hấp thu hỗn độn chi khí lôi điện áo nghĩa cũng vô pháp đại thành một bước sai từng bước sai mà lại giang giật đã không thể quay đầu hắn đã không có thời gian lại đi tìm đường khác ba ngày ba ngày này giang giật cũng không biết chính mình là thế nào vượt qua nội tâm của hắn thời khắc đều yên lặng tại cấp bách phát điên sợ hãi sợ hãi ảo não trong tuyệt vọng hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn phía ngoài nhân tộc có thể chính từng mảnh từng mảnh bị tàn sát lần hậu kha lộng ảnh ngụy thiên vương bọn người có lẽ đã bị xé nứt cửu dương thiên đế có thể tàn hồn tiêu tán si hồng có thể cũng hồn phi phách tán nghĩ tới đây giang giật càng thêm cấp bách càng thêm sợ hãi thiên hồng giới xong bảy cái tiểu thiên thế giới cũng xong rồi thiên yêu giới xong hắn như tại cái này bị nhốt cái mười năm tám năm lại đi ra toàn bộ thế giới đã không có một cái nhân tộc chỉ có một mình hắn lẻ loi chơi trọi sống ở thế giới này đến lúc đó nên một loại cỡ nào bi ai đáng sợ cục diện a à? tỉnh táo tỉnh táo, ta đường không đi sai, hẳn là cái nào điểm tính sai, tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Giang giật thật sâu ít mấy hơi, lần nữa ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không đi nghĩ chuyện bên ngoài, không đi nghĩ tất cả mọi người. Hắn tính tâm đi phân tích, trở về nghĩ vô danh công pháp, trở về nghĩ lôi điện áo nghĩa, hồi tưởng lại tự mình tu luyện từng giờ từng phút. Vô danh công pháp là cửu dương thiên đế lúc tuổi già sáng tạo ra, lặp đi lặp lại thôi diễn thật lâu, phía trước mấy tầng đều là chính xác. Bất quá bởi vì cửu dương thiên đế không có tu luyện qua, sở dĩ phía sau phát triển hoàn toàn ngoài cửu dương thiên đế ngoài ý liệu. Phía sau mấy tầng công pháp cũng phế bỏ, cần giang giật chính mình đi thôi diễn, chính mình đi sáng tạo. Cửu dương thiên đế căn cứ giang giật tình huống thôi diễn thật lâu, xác định phía trước là chính xác. Như vậy giang giật đan điền tử phủ dị biến, thứ chín khỏa tinh thần xuất hiện đều là chính xác, là hợp lý. Thứ chín khỏa tinh thần lôi điện áo nghĩa kim chi nguyên, mộc chi nguyên, hỏa chi nguyên, thủy chi nguyên, thổ chi nguyên cương khí huyền hoàng chi lực hỗn độn chi khí. Giang giật trong đầu không hiểu có một tia ý động, nhưng cẩn thận đi suy nghĩ lại nhất thời nhớ không nổi nơi đó có vấn đề hắn chỉ có thể tiếp tục hồi tưởng, tiếp tục phân tích tất cả tình huống, hy vọng có thể tìm tới một cơ hội, một cái điểm. Tiểu tử, người thứ 9 khỏa tinh thần phi thường mấu chốt, ta có dự cảm chỉ cần ngươi có thế để cho cái này tinh thần dị biến, chiến lực của ngươi lại có bay vào tính tăng lên. Hắn hồi tưởng lại cửu dương thiên đế trước khi đi nói lời, nội tâm lần nữa khẽ động, hắn mê mang thì thào, dị biến ta làm như thế nào để tinh thần dị biến đâu làm sao dị biến đâu. Giang giật trước đó thân thể từng có mấy lần dị biến, hắn còn nhớ rõ phi thường tinh tường. Lần thứ nhất tại thiên tinh đại lục đại hạ quốc cái kia núi lửa bên trong, hắn tử phủ dị biến, cửu thiên tinh thần đã bắn xuống ba đạo tinh thần chi lực, giúp hắn đan điền dị biến, biến thành chín khỏa tinh thần. Muốn dị biến, nhất định phải có ngoại lực A, à, không có ngoại lực làm sao có thể dị biến. Giang giật nhức đầu, mấy lần dị biến đều xuất hiện thiên địa dị tượng, mượn thiên địa chi lực mới cuối cùng hoàn thành dị biến. Kia là xúc động thiên địa pháp tắc, mới có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Hắn năm loại áo nghĩa đã xác định dung hợp thành công, nhưng lại cũng không có xúc động thiên địa pháp tắc, càng sẽ không dẫn phát thiên địa dị tượng, hắn lại thế nào có thể lại thu hoạch được thiên địa chi lực. Thiên địa dị tượng, mộ vậy mà, giang giật nội tâm lần nữa đột nhiên động một cái, hắn nhớ tới hắn phát động rất nhiều lần thiên địa dị tượng, kinh khủng nhất một lần là tại thiên yêu giới, tựa như là hắn lôi điện áo nghĩa nhập môn. Đúng rồi, Giang giật linh hồn kịch liệt chấn động, hắn cuối cùng nhớ ra một sự kiện, lần trước lôi điện áo nghĩa nhập môn lúc toàn bộ thiên yêu giới đều xuất hiện kinh khủng thiên địa dị tượng. Cửu thiên tri thượng còn đã bắn xuống một đạo, chín màu lôi điện, đằng sau đạo này chín màu lôi điện tiến vào hắn thứ chín khỏa tinh thần biến mất không thấy. Chín màu thần lôi, Giang giật con mắt càng ngày càng sáng, toàn thân đều tại run rẩy không thôi, hắn thì thào, lôi điện áo nghĩa, lôi điện là vạn vật chi nguyên, thế giới này nguyên bản không có cái gì, không có giới diện, không có sinh linh, không có vạn vật, một mảnh hư vô. Thẳng đến, trong hư không ra đời thứ một đạo lôi điện, đạo này lôi điện phá toái hư không, tương thiên chỗ tách ra, đạo này lôi điện phân giải, cho thế giới này mang đến năm loại nguyên tố, mang đến kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố. Ngũ trung nguyên tố phân thuộc ngũ hành, tương sinh tương khắc. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa lại khắc kim. hai cái tuần hoàn, hủy diệt mà trùng sinh, sau khi trùng sinh lần nữa hủy diệt. dạng này sinh sôi không ngừng, đại đạo tuần hoàn, vòng đi vòng lại, vạn vật sinh trưởng, không ngừng diễn hóa xuống dưới. thế giới chậm rãi bắt đầu xuất hiện giọt nước, xuất hiện thổ địa, xuất hiện cây cối, xuất hiện hỏa diễm, xuất hiện sinh linh, ước vạn năm diễn hóa xuống tới, ra đời thế giới này. ta đã hiểu, ta rốt cục đã hiểu, ta cái này thứ chín khỏa tinh thần không phải tinh thần không phải tinh thần, mà là một cái thế giới. Một cái thế giới, Giang giật con mắt quang mang lấp lánh đến trướng mắt, nội tâm sở hữu hoang mang tại thời khắc này đều mở ra, vì sao thứ 9 khỏa tinh thần lớn đến vô biên, vì sao thứ 9 khỏa tinh thần có thể hấp thu các loại kỳ dị năng lượng, vì sao có thể hấp thu thiên địa bản nguyên, vì sao hắn cảm ngộ lôi điện áo nghĩa hội xúc động thiên yêu giới thiên địa pháp tác hết thảy hết thảy, tại thời khắc này đều mở ra. Hắn nhắm mắt lại, sắc mặt biến đến vô cùng trang nghiêm, nội tâm của hắn yên lặng tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong hắn quát lớn chín màu thần lôi ra. Suy suy, một đạo chín màu thần lôi đột ngột ra thứ chín khỏa tinh thần trên không, giang giật tại nội tâm lần nữa quát khẽ kim chi nguyên, hỏa chi nguyên, mộc chi nguyên, thủy chi nguyên, thổ chi nguyên, tất cả thiên địa bản nguyên, tụ. Suy suy, giang giật thứ chín khỏa tinh thần bên trong sở hữu thiên địa năng lượng bản nguyên hướng trung tâm tụ tập mà đi, chờ sở hữu thiên địa bản nguyên tụ tập về sau, giang giật quát lớn chín màu thần lôi, oanh. Hưu, chín màu thần lôi đối phía dưới năm loại thiên địa bản nguyên đột nhiên đánh tới, lần lượt đánh xuống, lần lượt bay lên không trung, lần lượt tiếp tục đánh xuống. Mà tại chín màu thần lôi đánh xuống về sau, năm loại thiên địa bản nguyên thế mà chậm rãi dung hợp, xuất hiện từng đoàn từng đoàn bột nhão năng lượng màu trắng. Năng lượng màu trắng này thình lình đúng là hỗn độn chi khí, cùng bên ngoài giống nhau như đúc hỗn độn chi khí. Rầm rầm rầm, ngay một khắc này, toàn bộ thiên hồng giới bốn phương vân động, kinh khủng thiên địa linh khí hội tụ thành một đóa đóa tường vân hướng hố trời phía trên tụ đến. Trên không trung đột ngột xuất hiện từng đạo kinh lôi điện cầu vồng, xé rách thương khung, theo bốn phương tám hướng hướng bầu trời phía trên hội tụ mà tới. Thiên địa dị tượng tái sinh, chương 2082, nghịch thiên chi pháp. Cửu dương thành một mảnh hỗn độn, dối bời, nguyên bản cự thành giờ phút này hoàn chỉnh tòa thành đã không có mấy trăm tòa, biến thành một tòa phế tích. Lần này đại chiến người đã chết nhiều lắm, chỉ là như vậy một hồi thời gian, tử thương đã vượt qua gần ngàn vạn, đây là nhân tộc yêu tộc bên này, không tính minh tộc. Minh đế quân quá độc ác, mặc dù cuồng đế lúc ấy chặn mấy ngàn minh đế quân, nhưng còn có mấy ngàn minh đế quân tại đổ sát. Phía trên yêu tộc đồng dạng bị chém giết không ít, dù sao nhiều như vậy minh vương, cao cấp minh tướng. Thanh đế mang theo tất cả phong vương cấp quân sĩ đi, còn lại nhân tộc yêu tộc quân đội còn có 6-7 ngàn vạn, trong đó tổn thương bệnh tàn đem đạt đến 4-500 vạn, Kha Lộng Ảnh nhận được Ngụy Thiên Vương mệnh lệnh, dẫn đầu nhân tộc yêu tộc quân đội ngay tại cứu chữa thương binh, chém giết không có triệt để chết đi minh tộc, tiêu diệt toàn bộ lẫn vào thiên hồng giới minh tộc trinh sát. Rầm rầm rầm, thiên địa dị tượng phát sinh, thiên địa này dị tượng liên lụy toàn bộ thiên hồng giới, bốn phương tám hướng đều xuất hiện tường vân cùng kinh lôi, tường vân gào thét, kinh lôi như du long bốn vọt, loại kia tràng diện cực kỳ kinh người. Thiên hồng giới là thập đại giới diện một trong, không thể so với thiên tiên giới tiểu quá nhiều, cái này giới diện tồn tại trong thiên địa đã mấy trăm vạn năm, vô cùng vững chắc. Đừng nói đột phá phong vương cấp ngụy đế cấp, coi như đột phá phong đế cấp cũng sẽ không xúc động thiên địa pháp tắc, dẫn phát dị tưởng. Sở dĩ, giờ khắc này toàn bộ nhân tộc yêu tộc còn có ẩn núp minh tộc trinh sát đều mộng, không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ mê mang về phía tây bên cạnh nhìn lại, trong đôi mắt đều là hoảng sợ cùng hãi nhiên. Phía tây, kha lộng ảnh sắc mặt nao nao, lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Bởi vì toàn bộ thiên hồng giới đã không có cường giả, tất cả cường giả cũng bay đi ra. Con dân sớm đã truyền tống đi bảy đại tiểu thiên thế giới, quân đội đều tụ tập tại cửu dương thành phụ cận, phía tây căn bản không có người. Giải thích duy nhất, chỉ có giang giật, giang giật ngay tại phía tây hắc vực phía dưới trong hố trời. Kha chú ý, người phụ trách cứu chữa thương binh, thống lĩnh toàn cục, hình gì chúng ta đi. Kha lộng ảnh khẽ kêu một tiếng, mang theo mấy cái kha ra con em xông vào truyền tống trận. Cửu Dương Thành mặc dù hủy đến không sai biệt lắm, truyền tống trận cũng rất kiên cố, rất nhiều đều không có hủy đi, truyền tống đi hắc vực truyền tống trận vẫn là hoàn hảo. Ông, truyền tống rất nhanh sáng lên, nơi này cách khai hắc vực cũng không xa, chỉ là sau một lát tự truyền tống đến hắc vực thành nội. Thành nội hoàn toàn tĩnh mịch, đã không có bất luận cái gì quân đội cùng con dân. Kha lộng ảnh hình gì bọn người sau khi xuất hiện lập tức hướng bầu trời phía trên nhìn lại, mặt của mọi người sắc càng thêm cuồng hỉ. Bởi vì tất cả tường vân cùng kinh lôi hoàn toàn chính xác hướng hố trời phương hướng hội tụ là giang giật khiên động thiên địa dị tượng không thể nghi ngờ đi kha lộng ảnh thân thể mềm mại run rẩy hét lớn một tiếng mang theo bốn cái kha ra hạ nhân hướng hố trời chạy như điên giang giật người rốt cuộc muốn ra lộng ảnh liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng kha lộng ảnh một bên lao nhanh một bên thì thào không ngừng trong mắt nước mắt không bị khống chế tuôn trào ra rơi đầy đất Giang giật cũng không biết mình lại một lần nữa khiên động thiên địa gì tược, đương nhiên coi như biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý. Giờ phút này nội tâm của hắn khuấy động vô cùng, lần lượt khống chế chín màu thần lôi đánh xuống, để năm loại thiên địa bản nguyên dung hợp thành hỗn độn chi khí. Hết thảy hắn đều đã minh bạch, vô danh công pháp hoàn toàn chính xác nghịch thiên, mặc dù cửu dương thiên đế đằng sau cũng không có thôi diễn ra, nhưng hắn trước mặt ý nghĩ mạch suy nghĩ là hoàn toàn chính xác. Hắn cho Giang giật chỉ đạo một đầu nghịch thiên con đường, cho Giang Giật đặt vững cực kỳ tốt cơ sở, cũng tạo thành hôm nay dị biến. Giang Giật giờ khắc này đã hiểu cửu dương thiên đế thâm ý, bị hắn kinh thiên ý nghĩ làm chấn kinh, bị hắn điên cuồng sở kinh lay. Vô danh công pháp không phải một loại công pháp, mà là một loại sáng tạo thế giới nghịch thiên chi pháp. Thứ chín khỏa tinh thần không phải tinh thần, mà là một cái thế giới, một cái ẩn chứa tại Giang Giật trong thân thể thế giới. Cửu dương thiên đế cũng không có chân chính giúp Giang Giật sáng tạo một cái thế giới, đằng sau đều là Giang Giật lục lọi ra tới có thể hay không như giang giật suy nghĩ chân chính tiếp tục diễn hóa xuống dưới hết thảy đều không được mà biết nhưng cửu dương thiên đế nghịch thiên tri tài là có thể khẳng định cửu dương thiên đế là nhân tộc trong lịch sử thiên tài nhất bác học nhất thông minh nhất thiên đế hắn cả một đời đều không thể đột phá một bước cuối cùng mở ra tiên vực đại môn sở dĩ tại lúc tuổi già hắn không có đi quản thiên giới sự tình nhất tâm tiềm tu nghiên cứu vô danh công pháp cái này cũng dẫn đến minh đế quật khởi thứ chín khỏa tinh thần đặt cơ sở vững chắc Lôi điện áo nghĩa là kiếp nổ, năm loại bản nguyên là cái, cái kia đạo chín màu thần lôi là nguyên. Không mông thế giới nguyên bản không có cái gì, không có giới diện, không có sinh linh, không có vạn vật, một mảnh hư vô. Thẳng đến trong hư không ra đời thứ một đạo lôi điện, đạo này lôi điện phá toái hư không, tương thiên chỗ tách ra, đạo này lôi điện phân giải, cho thế giới này mang đến năm loại nguyên tố, mang đến kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố, sau đó diễn sinh vạn vật. Đây là giang giật đối với cái này hồng mông thế giới lý giải. Đã hồng mông thế giới trước kia đồng dạng là không có cái gì, đằng sau mới diễn sinh ra tới, kia vì sao hắn giang giật không thể đồng dạng sáng tạo một cái thế giới. Đây chính là giang giật giờ phút này điên cuồng suy nghĩ. Hắn cũng là làm như vậy, sự thật chứng minh suy đoán của hắn đều là chính xác, chín màu lôi điện oanh kích năm loại thiên địa bản nguyên dung hợp thành hỗn độn chi khí. Giang giật đây là tư duy ngược chiều, đã lôi điện có thể phá vỡ hỗn độn, có thể phân hóa ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại bản nguyên kia lôi điện cũng tương tự có thể đem năm loại bản nguyên dung hợp thành hỗn độn rầm 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 lôi điện lần lượt oanh kích năm loại bản nguyên chậm rãi dung hợp hỗn độn chi khí càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều giang giật không biết mình thứ chín khỏa tinh thần về sau hội làm sao phát triển hội làm sao diễn hóa cuối cùng đến cùng phải chăng có thể trở thành một cái thế giới cái này hắn tạm thời không có thời gian đi suy nghĩ nhiều hắn liền muốn trước tiên đem năm loại bản nguyên toàn bộ dung hợp, nhìn xem đến cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, nhìn xem có thể hay không chiến lực có bản chất tính tăng lên. Cửu Dương Thiên Đế nói qua chỉ cần hắn thứ 9 khỏa tinh thần có thể dị biến, chiến lực của hắn tuyệt đối có bản chất tính tăng lên. Tiểu tử này đã làm gì? Giang giật mặt không thay đổi ngồi xếp bằng, cách đó không xa cái kia dị thú lại bị hù dọa. Giang giật trên thân không có nửa điểm khí thức ngoại phóng, nhưng dị thú vẫn là cảm giác có một loại không hiểu cảm giác bất an, nhìn xem giang giật hắn tựa như nhìn qua tiên vực đại năng, cảm giác sâu trong linh hồn có một loại cảm giác sợ hãi. Bên ngoài thế mà xuất hiện thiên địa dị tượng mà lại hỗn độn chi khí thế mà tại bạo động. Dị thú cẩn thận cảm ứng một phen, nội tâm càng thêm bất an. Hắn lúc trước coi trọng giang giật, liền là giang giật là cái quái thai có thể hấp thu thiên địa bản nguyên, sở dĩ hắn hy vọng xa vời giang giật có thể đem hỗn độn chi khí cũng hấp thu, dễ phá khai cái này hỗn độn lồng giam, để hắn chạy thoát hắn phát hiện cục diện tựa hồ đã vượt qua hắn trưởng khống phạm vi ở ngoài giang giật cái này nho nhỏ sâu kiến thế mà có thể làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi suy suy đột nhiên hỗn độn chi khí toàn bộ bạo động thế mà phun trào nhanh chóng hướng giang giật dũng mãnh lao tới cuối cùng thế mà bị giang giật bắt đầu hấp thu dị thú thân thể khổng lồ run rẩy mở to mắt to nhìn qua bốn phía hỗn độn chi khí vỡ ra to lớn miệng kích động thì thào hấp thu thật hấp thu bản tỏa rốt cục có thể thoát khốn tiểu tử này lại thật làm được, chương 2083, thân ở trong phúc không biết phúc. a à, Giang giật phát hiện vấn đề, hắn năm loại bản nguyên dung hợp một nửa về sau, những cái kia hỗn độn chi khí tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong táo động. Bởi vì bên trong hỗn độn chi khí không cách nào ra ngoài, sở dĩ đã dẫn phát phía ngoài hỗn độn chi khí chủ động tới gần. Phía ngoài hỗn độn chi khí bị hấp dẫn khiên động, Giang giật nội tâm rất là phấn chấn, một mực vây khốn hắn nan để thế mà nhẹ nhàng như vậy giải quyết dễ dàng. Hỗn độn lao tù có thể phá vỡ, hắn liền có thể ra ngoài, cái kia dị thú cũng sẽ dạy hắn tiên vực thần thông. Tiếp tục, thiên địa bản nguyên còn có một nửa, Giang Giật tiếp tục khống chế cái kia đạo chín màu thần lôi đánh xuống, đem tất cả thiên địa bản nguyên dung hợp. Thiên địa bản nguyên là Giang Giật một loại rất cường đại thủ đoạn, hỏa chi nguyên năng thiêu đốt, mộc chi nguyên có thể hấp thu sinh mệnh chi lực, thổ chi nguyên năng tạo thành trọng lực gấp bội vân vân. Những thiên địa này bản nguyên đều dung hợp, Giang Giật cũng sẽ mất đi một chút thủ đoạn, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hỗn độn chi khí nếu là năm loại bản nguyên dung hợp mà thành, dựa theo lẽ thường nói hẳn là so đơn nhất thiên địa bản nguyên mạnh hơn, cùng lắm thì quay đầu lại phân giải chính là tiếp tục dung hợp, phía ngoài hỗn độn chi khí nhanh chóng bị dẫn dắt tiến vào hắn thứ chín khỏa tinh thần bên trong, cùng hắn hỗn độn chi khí dung hợp lại cùng nhau. Nửa canh giờ, một canh giờ, phía ngoài hỗn độn lao tù đã có hơn phân nửa bị dẫn dắt hấp thu vào đây, dị thú thân thể bên ngoài rất sớm đã xuất hiện một loại màu đen hỏa diễm một mực tại đốt cháy đầu kia tử sắc tỏa liên. Hắn trước kia cũng đã nói xiềng xích này hắn nhẹ nhóm có thể phá vỡ, liền là hỗn độn lao tù không cách nào phá lên. Hai canh giờ, tất cả hỗn độn chi khí đều bị giang giật hấp thu, ngay một khắc này trói buộc dị thú thân eo tử sắc tỏa liên bị thiêu hủy, dị thú hưng phấn ngửa mặt lên trời giống dài không thôi. Vù vù, hố trời trên không đã bắn xuống 12 đạo tinh thần chi lực, trực tiếp không có vào hố trời, tiến vào giang giật trong thân thể, tinh thần chi lực trở ra tự động phân hóa, biến mất tại thứ chín khỏa tinh thần bên trong. Giang giật bị tinh thần chi lực cùng dị thú tiếng giống bừng tỉnh, hắn bên trong năm loại bản nguyên sớm đã đều bị dung hợp, lúc trước hắn là tại thăm dò hỗn độn chi khí cách dùng. Giờ phút này hắn mở mắt, nhìn thấy phía ngoài hỗn độn chi khí toàn bộ biến mất, nhìn thấy dị thú trên người tỏa liên đứt gãy, hắn như chút được gánh nặng chắp tay nói, đại nhân, tại hạ may mắn không có nhục sứ mệnh. Ha 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 ha, dị thú cười ha hả, thân thể bạch quang lóe lên đột nhiên biến thành một cái trung niên cuồng dã đại hán, hắn thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, con người đồng dạng là toàn bộ màu đen, nhìn có chút dọa người. Hắn bay vụt mà tới quay đập sang giật bả vai, thế mà thân mật nói ra, tiểu tử, bản tọa gọi mạnh nhanh về sau ngươi chính là của ta huynh đệ, đừng kêu đại nhân, gọi ta mạnh đại ca. Dị thú chiến lực đạt đến thiên đế cấp bậc, có thể hóa hình làm người giang giật nửa điểm không cảm thấy ngoài ý muốn, Ngược lại cái này dị thú thế mà để hắn, để hắn đại ca, cái này khiến Giang giật rất là ngoài ý muốn. Dù sao cái này dị thú thế nhưng là tiên vực dị thú, đối với hắn mà nói, chính mình chỉ là hạ giới con kiến hôi, thế mà xương huynh gọi đệ. Mạnh đại ca, Giang giật vội vàng cung kính chắp tay, sau đó trông mong nói ra, mạnh đại ca, bên ngoài có ta một cái địch nhân cường đại, ngài. Có thể hay không giúp ta xuất thủ, cứu lấy chúng ta nhân tộc? Không thể tự xưng là mạnh nanh dị thú phi thường xác định nói ra ta là tiên vực linh thú tuyệt đối không thể ra tay lẫn vào chuyện kế tiếp nếu không bản tọa sẽ lập tức bị oanh sát mạnh nanh nhìn thấy giang giật ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng nhếch miệng cười nói giang tiểu đệ a ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc a ngươi cũng đã biết hỗn độn chi khí cường đại hỗn độn chi khí liền bản tọa đều có thể vây khốn ngươi có được hỗn độn chi khí thế giới này ai còn có thể chém giết ngươi oanh tựa như thể hồ quán đỉnh Giang giật hổ khu chấn động hoàn toàn tỉnh ngộ, lúc trước hắn đem năm loại bản nguyên chi lực dung hợp thành hỗn độn chi khí, cũng không có phát hiện đặc biệt diệu dụng. Hắn quên đi một việc hỗn độn chi khí đã có thể đem cái này nhưng so sánh thiên đế chiến lực cự thú vây khốn, hỗn độn chi khí bản thân liền là trên đời này nhất năng lượng cường đại. Hắn có được bảo sơn, vẫn còn muốn đi bảo sơn bên trong tìm kiếm bảo vật, đây không phải ngu xuẩn sao. Tốt, Giang giật hưng phấn bạo giống một tiếng, mặc dù hắn còn không hiểu làm sao vận dụng hỗn độn chi khí, nhưng ít nhất đã không ai có thể giết chết hắn, chỉ cần hắn đem hỗn độn chi khí phóng xuất hình thành hỗn độn hộ thuẫn, ai có thể phá vỡ ai có thể giết chết hắn. Mạnh nanh mỉm cười gật đầu, phi thường ngạo nghễ nói ra, giang tiểu đệ, trước ngươi không phải có một tòa cung điện sao đem bản tòa thu vào đi thôi, mặc dù không thể giúp ngươi xuất thủ, nhưng... Ngươi cứu ta ra lao mục, đây là ân tình, thời khắc mấu chốt bản tỏa vẫn có thể chỉ điểm ngươi một phen. Cảm ơn mạnh đại ca, Giang giật vội vàng lấy ra thiên đình, nơi này không có thổ chi nguyên, không gian đương nhiên sẽ không giam cầm, hắn nhẹ nhõm đem mạnh nanh cho thu vào. Hưu, hỗn độn chi khí không còn, hắn nhanh chóng bắn ra, hỗn độn trùng vẫn như cũ hướng hắn vào tới. Giang giật nghĩ nghĩ không chế thứ 9 khỏa tinh thần bên trong hỗn độn chi khí ra, dựa theo trước kia ngưng kết hỏa diễm thần thuẫn phương pháp, tại bên ngoài cơ thể ngưng kết một cái hỗn độn hộ thuẫn. Quả nhiên, hỗn độn trùng tới gần, nhưng căn bản không cách nào phá khai hỗn độn hộ thuẫn, thậm chí không cách nào đối hỗn độn hộ thuẫn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này hỗn độn trùng mặc dù là hỗn độn chi khí bên trong dựng dục ra tới, nhưng hỗn độn chi khí bị giang giật dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế ra thần thuẫn, hỗn độn trùng làm sao có thể phá vỡ. Tiểu mãnh giang giật đem còn tại ngủ say thôn thiên thú kêu lên, quát khẽ nói, đem phía ngoài sở hữu hỗn độn thú thuần hóa, ta muốn thu nhập thiên đình bên trong. Tiểu thú một mực ngủ say, không biết trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, đoán chừng biết rõ cũng không thèm để ý. Đây chính là một cái ăn hàng, một đầu đồ lười, chưa ăn ra cùng ngủ, chuyện còn lại đồng dạng mặc kệ. Hưu, thôn thiên thú nghĩ bay ra ngoài, nhưng nó lại đụng vách, hóa thành một đạo lưu quang hư ảnh thế mà cũng vô pháp xuyên qua hỗn độn hộ thuẫn. Ha ha, hư ảnh đều không thể xuyên thấu. Giang giật mừng rỡ, vội vàng khống chế hỗn độn thần lá chắn vỡ ra một cái lỗ hồng, đem thôn thiên thú đem thả ra ngoài. Bốn phương tám hướng hỗn độn trùng nhiều lắm, tiểu thú nhanh chóng thuần hóa, Giang giật lấy ra thiên châu từng mảnh từng mảnh thu nhập đi vào. Mặc dù bên ngoài có thể tình huống phi thường ác liệt, nhưng cũng không vội giờ khắc này. Thuần hóa ngàn vạn hỗn độn trùng chỉ là một hai canh giờ sự tình, những này hỗn độn trùng lực công kích rất cường đại, đây là từng cái quân đội A. Nửa canh giờ, một canh giờ, hỗn độn chi trùng đã bị thuần hóa hơn 500 vạn, giang giật còn không có thỏa mãn tiếp tục thuần hóa, tiếp tục thu nhập thiên đình bên trong. Ừ, bất quá, lúc này giang giật linh hồn bên trong đột nhiên động một cái, bởi vì hắn linh hồn bên trong một cái hồn trùng tiêu tán, không tốt, cái này hồn trùng là hỏa hồ đại đế, giang giật trong trí nhớ hỏa hồ đại đế thế nhưng là tại hố trời phía trên A. Hồn trùng tiêu tán kia đại biểu hỏa hồ đại đế linh hồn tiêu tán chết đi, đại biểu thiên hồng giới xảy ra chuyện. Giang giật trước đó nhàn nhã thuần hóa hỗn độn trùng, cũng là bởi vì ba cái yêu tộc đại đế hồn trùng gắn ở, hắn cho rằng bên ngoài chỉ ít không có ra đại sự. Tiểu mãnh, vào đây, đi, giang giật sắc mặt biến đến trắng bệch, toàn thân đằng đằng sát khí hướng ra phía ngoài bắn tới. Nơi này không có bất kỳ cái gì trọng lực, Giang giật mở ra hỗn độn thần lá chắn một đường mạnh mẽ đâm tới, bay thẳng bắn lên hố trời. Lộng ảnh, vừa mới bay lên hố trời, Giang giật liền thấy tại hố trời bên ngoài bồi hồi kha lộng ảnh, lại không nhìn thấy thiên phượng đại đế bọn người, hắn hỗn độn hộ thuẫn biến mất, hóa thành một đạo hồng quang bay đi đem kha lộng ảnh ôm vào trong ngực. Giang giật, người rốt cuộc ra, kha lộng ảnh vui đến phát khóc, nước mắt tràn lan thành sông. Giang giật không để ý tới chân an kha lộng ảnh, cấp bách nói ra, xảy ra chuyện lớn, hỏa hồ đại đế chết rồi, bọn hắn đi đâu ta không phải để bọn hắn chấn thủ hố trời bên ngoài sao. Hỏa hồ đại đế, kha lộng ảnh hai mắt đấm lệ trợn to, nội tâm của nàng loại kia dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt, nàng nghĩ nghĩ trầm giọng nói ra, ba vị yêu tộc đại đế giờ khắc này ở hư không bên ngoài. Giang giật, nhanh nghĩ biện pháp, ta cảm giác lần này nhân tộc cường giả đoán chừng muốn toàn quân bị diệt. Trường 2084, cẩn thận người bên cạnh. Giang giật mặc kệ hình di đám người, một tay mang theo kha lộng ảnh hướng hắc vực bay đi, trên đường đi hỏi thăm về trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Thiên thượng tường vân lôi điện đã sớm tán đi, khắp nơi không ai, bình tĩnh đáng sợ, chỉ có giang giật phá không bay đi thanh âm. Nói lên trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, kha lộng ảnh nước mắt lại không nhịn được tuôn ra mà xuống. Giang giật nghe nói lân hậu chết cửu dương thiên đế tàn hồn tiêu tán, nghe nói bán quái sơn người chạy trốn lập tức lên cơn giận dữ, không bằng hắn trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, giờ phút này hắn không thể loạn, không thể mất lý trí, nếu không thế cục càng hỏng bét. Kha lộng ảnh chịu đựng bi thống tiếp tục giải thích, đem trước trước sau sau tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Nàng cũng không có tăng thêm suy đoán của mình, hết thảy đều là khách quan bình luận, để giang giật chính mình phán đoán, dạng này sẽ không ảnh hưởng giang giật tư duy. Cuồng đế là minh đế, nghe được tin tức này, giang giật nửa ngày phản ứng không kịp, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nghìn tính vạn tính không nghĩ tới cuối cùng minh đế là đoạt xá cuồng đế không đúng giang giật thân thể đột nhiên dừng ở giữa không trung hắn đôi mắt lấp lóe mấy lần phi thường xác định lắc đầu nói ra cuồng đế không phải minh đế tuyệt đối không phải cái này kha lộng ảnh không hiểu thanh đế chính miệng nói cuồng đế là minh đế mà lại cuồng đế cũng hiện ra bản tôn cuồng đế dám đối cái kia giả tượng xuất thủ chứng minh thật sự là hắn có vấn đề lớn vì sao giang giật nói hắn không phải minh đế giang giật đều không nhìn thấy tình huống hiện trường hắn làm sao như thế xác định đâu kha lộng ảnh nghĩ nghĩ đem tình huống hiện trường lần nữa giải thích một lần đem thanh đế phán đoán cùng cuồng đế nghi điểm nói rõ được tinh tường sở giang giật lại trực tiếp bá đạo khoát tay nói không cần giải thích những này đều không phải là mấu chốt mấu chốt ở chỗ thiên đế đã từng thấy qua cuồng đế thiên đế đối với minh đế khí tức hết sức quen thuộc coi như ẩn tàng đến lại sâu đều có thể phân biệt ra được sở dĩ cuồng đế không thể nào là minh đế ách kha lộng ảnh mơ hồ nàng nghĩ nghĩ hỏi ngược lại giang giật người cái này logic không đúng thiên đế đã từng thấy qua bán quái sơn người a ta nói là thiên đế đằng sau ra đơn độc đi gặp qua bán quái sơn người nhưng hắn ngay từ đầu cũng không có dò xét xảy ra vấn đề a bán quái sơn trên thân người thế nhưng là ẩn giấu một cái minh đế phân thân đây là thiên phượng đại đế tự mình lục soát còn mô phỏng ra một cái hình tượng chúng ta đều tận mắt thấy minh đế phân thân thiên phượng đại đế không có vấn đề a phượng tự không có vấn đề Điểm này Giang giật ngược lại là phi thường khẳng định, hắn rơi vào trầm tư, một đường mang theo kha lộng ảnh tiếp tục cuồng bay, đồng thời hỏi thăm các loại chi tiết. Bất luận cái gì tình huống, hắn đều phải trước tiên tiến đến hư không bên ngoài chiến trường, bởi vì hỏa hồ đại đế chết rồi, hư không bên ngoài khẳng định xuất hiện vấn đề lớn. Trên đường đi Giang giật hỏi thăm rất nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ thông suốt. Không bằng hắn luôn cảm giác cuồng đế không phải minh đế, cảm giác trong này tồn tại quỷ dị âm mưu. Nhưng là, giống như cuồng đế không phải minh đế, như vậy ai mới là minh đế đầu bán quái sơn người cái kia minh đế phân thân lại thế nào giải thích đâu. Giang giật không nghĩ ra, tất cả đại lão cửu dương thiên đế đều dò xét qua, cục diện là loạn rối loạn, giang giật đều xem không hiểu. Rất nhanh hắc vực thành đến, giang giật cùng kha lộng ảnh tiến vào truyền tống trận, kha lộng ảnh đánh ra mấy đạo thiên lực mở ra truyền tống trận. Ông, sau một lát, giang giật cùng kha lộng ảnh ra cửu dương thành. Thành nội quân đội rất nhiều, thường binh khắp nơi đều là, Giang Giật xuất hiện để rất nhiều khắp nơi quân đội một mảnh xôn xao, đại chiến đều kết thúc, Giang Giật mới ra ngoài hắn xuất hiện có ý nghĩa gì? Tham kiến đại nhân, yêu tộc đại quân ngược lại là từng mảnh từng mảnh quỳ xuống lại, Giang Giật là thiên yêu giới chủ nhân, là sở hữu yêu tộc chủ nhân, thấy được tự nhiên muốn quỳ xuống. Đúng rồi, rất nhiều quân sĩ đột nhiên tỉnh mộ lại, vừa rồi thiên địa dị tưởng không phải là Giang Giật phát động A dù sao thiên hồng giới địa phương còn lại đã không ai, Giang Giật đột nhiên xuất hiện, có rất lớn hiểm nghi A lộng ảnh, hỏi thăm dưới, đại quân tại cái gì phương vị. Giang giật không có thời gian đi phản ứng phổ thông quân sĩ, cùng kha lộng ảnh bàn giao một phen, cái sau lập tức hỏi thăm trinh sát. Do xét nhân tộc đại quân giờ khác này ở cái gì phương vị, tốt trực tiếp truyền tống đi qua, dạng này so bay ra hư không nhanh hơn nhiều. Phía tây, từ nơi này truyền tống trận đi, kha lộng ảnh hỏi thăm tinh tường, đi đến một cái trong truyền tống trận đánh ra thiên lực. Giang giật cũng không để cho kha lộng ảnh lưu lại, đi theo hắn là an toàn nhất, hắn tự hỏi không ai có thể tổn thương hắn. Ông, hai người ra hư không bên ngoài một trong đó chuyển chạm bên trong, Kha Lộng Ảnh phán đoán thoáng cái phương vị, ánh mắt nhìn về phía tây bắc biên nói, bên này đi. Tốt, Giang giật lấy ra thiên đình, hắn mang theo Kha Lộng Ảnh truyền tống vào đi đi nội điện. Kha Lộng Ảnh vừa xuất hiện liền thấy mạnh nanh, nhìn thấy mạnh nanh cặp kia đen nhánh con ngươi, còn có trên thân bộc lộ khí tức kinh khủng, nàng thở mạnh cũng không dám ra, hoảng sợ nhìn qua mạnh nanh. Đừng sợ, Lộng ảnh, đây là mạnh đại ca. Giang giật cùng mạnh nanh mỉm cười, giới thiệu một câu, mạnh nanh cũng nhếch miệng cười một tiếng, bất quá bởi vì đôi mắt toàn bộ màu đen, sở dĩ nhìn phá lệ dữ tợn. Ông, thiên đình hóa thành một đạo lưu quang về phía tây phía bắc bay đi, mạnh nanh gật đầu nói, cái này thiên đình cùng tiên vực thiên đình ngược lại là có chút giống nhau, là phiên bản thu nhỏ. Đương nhiên các phương diện tranh lệch thiên địa, tại các người nơi này xem như không tệ bảo vật. Tiên vực cũng có thiên đình còn cùng cái này rất giống chẳng lẽ cái này thiên đình là phòng theo tiên vực thiên đình kiến tạo không đúng? Giang giật rất là kinh ngạc trong lịch sử căn bản không ai có thể mở ra tiên vực đại môn đứng hàng tiên ban đã như vậy cái này thiên đình lại thế nào có thể cùng tiên vực thiên đình không sai biệt lắm lịch đại thiên đế sao có thể biết rõ tiên vực sự tình sao có thể biết rõ tiên vực thiên đình là cái dạng gì? Tại Giang giật đem nghi vấn ném ra ngoài về sau mạnh nhanh lại mỉm cười không nói nửa ngày mới giải thích nói, đợi thực lực ngươi tăng thêm một bước, chỉ nửa bước bước vào tiên vực đại môn về sau, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Đã mạnh nanh không muốn nhiều lời, giang giật không tiện hỏi nhiều, hắn biết rõ tiên vực sự tình mạnh nanh không thể nhiều lời, hắn không có tư cách biết đến, hỏi cũng vô dụng. Hắn trầm mặc xuống, không tâm tình đi quản nhiều mạnh nanh, ngồi xếp bằng trên mặt đất, một lòng đi cảm ứng thứ chín khỏa tinh thần, nghĩ suy tính ra hỗn độn chi khí càng đa dụng hơn pháp. Mặc dù hắn nhìn chiến lực có chất bay vọt, nhưng kỳ thật tăng cường chỉ là lực phòng ngự, lực công kích của hắn cũng không có quá lớn tăng lên. Không nói đối phó minh đế thanh đế, đối phó phong đế cấp đều không có biện pháp. Thiên đình phi hành sau nửa canh giờ, Giang giật mở mắt, trong con người hàn quang lập lè, bởi vì phía trước xuất hiện minh tộc đại quân. Phía trước mơ hồ còn truyền đến từng đạo trầm muộn tiếng nổ, rất có thể nhân tộc cường giả yêu tộc đang cùng minh tộc cường giả đại chiến, có thể thanh đế cùng minh đế ngay tại đại chiến. Đi! giang giật khống chế thiên đình mạnh mẽ đâm tới mà đi vào thẳng vào minh tộc trong đại quân thần thức tiêu tán đến phương xa nhất tìm kiếm thanh đế đám người thân ảnh thiên đình hỏa ma giang giật minh tộc đại quân nhiều lắm tựa hồ đem nhân tộc đại quân bao vây đi vào thiên đình phóng đi minh tộc trong đại quân gây nên một mảnh bạo động vô số hoàng tộc cao cấp minh tộc kinh hô lên thanh đế giang giật thần thức sốt cục khóa chặt thanh đế hắn phát hiện thanh đế viêm đế thạch đế ngân đế hạ vũ si hồng thiên phượng đại đế thần nghe đại đế đang cùng cuồng đế minh cổ các loại chờ một đám minh tộc phong đế cấp cường giả huyết chiến. Mặc dù minh tộc số lượng đông đảo, nhưng giang giật thần thức dò xét cục diện lại là một mảnh tốt đẹp. Thanh đế thế không thể đỡ, mang theo một nhóm nhân tộc yêu tộc đỉnh cao cường giả ngay tại truy sát cuồng đế minh cổ, cuồng đế cùng minh cổ nhóm cường giả trên thân đẫm máu, nhìn thời khắc đều có thể chết đi. Không đúng, không thích hợp, giang giật bản năng cảm giác không thích hợp, hắn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thiên lực dao động giống giận, thanh đế cẩn thận, cuồng đế hẳn không phải là minh đế, cẩn thận. Người bên cạnh ngươi, chương 2085, chân chính minh đế. Giang giật không biết ai là minh đế, nhưng hắn biết rõ bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cuối cùng đều muốn thực hiện lớn nhất lợi ích, đều muốn có thu hoạch. Minh đế một mực không có hiện thân, tiềm phục tại trong nhân tộc, mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì triệt để hủy diệt nhân tộc, đánh giết nhân tộc đại lượng cường giả. Lần trước Minh Cổ không đánh mà lui, từ bỏ sở hữu giới diện, ý tứ hết sức rõ ràng, chính là vì để nhân tộc binh lực phân tán. Sau đó chu diệt đao ra cả nhà, huyết tẩy thanh đế phong là vì chọc giận thanh đế. Cuối cùng phi thường thành công đem thanh đế cho vây ở minh nguyên, minh đế cũng không có giết thanh đế, không biết là giết không được, vẫn là vì dẫn dụ nhân tộc cường giả đi chịu chết. Đằng sau ngược lại là hoàn toàn chính xác thành công dẫn dụ nhân tộc đại quân đi vào, để 60 triệu nhân tộc tinh nhuệ tử thương hơn phân nửa, cường giả cũng từng cái chết đi. Ở phía sau bán quái sơn người mang theo quân đội tiến vào thiên hồng giới, cũng là vì lợi ích, bọn hắn cuối cùng thành công đem lân hậu cho xử lý. Đáng tiếc cửu dương thiên đế tàn hồn đi, nếu không để bán quái sơn người thống soái nhân tộc, ai cũng không biết thế cục hội phát triển thành bộ dáng gì. Cuồng đế hiển lộ minh đế bản tôn, sau đó lập tức thua chạy, giang giật lại bản năng cảm giác cuồng đế không phải minh đế, trong này tất nhiên có âm mưu. Âm mưu cũng nên đạt được lợi ích, lợi ích lớn nhất không cần nói cũng biết cái kia chính là chém giết thanh đế, chém giết viêm đế thiên phượng đại đế bọn người, đem nhân tộc cường giả toàn bộ lưu tại cái này hư không bên ngoài. Nhìn cục thế một mảnh tốt đẹp, cuồng đế minh cổ bọn người sắp chết, tự nhiên là không thể đối thanh đế tạo thành uy hiếp, sở dĩ giang giật bản năng cảm giác uy hiếp đến chi thanh đế bên người. Giang giật một tiếng bạo giống, ngược lại để thanh đế bọn người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, người bên cạnh thanh đế ánh mắt trước tiên hướng thiên phượng đại đế thần nghe đại đế si hồng quét tới, hạ vũ viêm đế thạch đế ngân đế bọn người cũng giống như thế, Giang giật, bên kia cuồng đế sắc mặt đại biến, lập tức giống giận ngân đế, viêm đế, thạch đế. Còn chờ cái gì động thủ? Suy suy, cuồng đế trong tay cử phủ bên trên hắc quang lấp lánh, minh ma tử khí hóa thành cũng dịch thái, tại chiến phủ bên trên rủ xuống, mang theo lôi đỉnh khí tức đột nhiên hướng thanh đế bổ tới. Hai vị yêu tộc đại đế, động thủ, minh cổ bạo hống, mang theo các vị phong đế cấp minh vương nhau nhau đánh ra công kích mạnh nhất, minh ma tử khí hóa thành từng cái dị thú đầu lâu điên cuồng hướng thanh đế bổ tới ừ thanh đế sắc mặt đại biến thần thức đột nhiên hướng sau lưng quét tới tại thiên phượng đại đế thần nghe đại đế thạch đế ngân đế viêm đế trên thân đảo qua giờ khắc này cảm giác tứ phía cũng địch không có người có thể tiến nhiệm sư tôn cẩn thận hạ vũ trên thân thuần bạch sắc tiên linh chi khí lấp lánh trên thân thể xuất hiện một cái tiên linh chi khí hộ thuẫn thế mà hướng thanh đế phía trước phóng đi ngang nhiên đi ngăn trở cuồng đế công kích gian giật giờ phút này còn chưa động thủ chờ đến khi nào giết thanh đế người chính là nhân tộc thiên đế cuồng đế lần nữa gầm lên giận dữ thanh đế lại là giật mình giang giật cùng minh tộc cấu kết hắn muốn giết chính mình cầm xuống thiên đế chi vị thanh đế chiến lực rất mạnh đầu phản ứng rất nhanh bất quá giờ khác này coi như phản ứng lại nhanh cũng có chút phản ứng không kịp không biết nên tin tưởng ai không biết nên công kích ai ầm um, cuồng đế cự phủ hung hăng bổ vào hạ vũ trên thân hạ vũ mặc dù có tiên linh chi khí hộ thể nhưng cũng tiên huyết cuồng phún, mặt mũi tràn đầy trắng bệch bị đập bay ra ngoài. Ông, thiên đình phía trên ngưng tụ một cái cự đại hư ảnh, giang giật nổi giận gầm hét lên, ta hiểu được hạ vũ, hạ vũ là chân chính minh đế, thanh đế cẩn thận. Oanh, tựa như sấm sét giữa trời quang lóe sáng, thanh đế hổ khu run lên, giờ khắc này hắn không hiểu cũng có một loại cảm giác, bởi vì hắn sâu trong linh hồn hiển hiện một loại rung động, một loại nguy hiểm chí mạng. Đã muộn, mặt mũi tràn đầy trắng bệch hạ vũ bởi vì bị cuồng đế đánh bay, giờ phút này đã cách thanh đế chỉ có mấy chục trượng tại thời khắc này bên trong thân thể của nàng khí thế vô hạn dâng lên cuồng bạo khí tức tràn ngập phương viên trăm vạn lý này khí tức so thanh đế càng thêm cường đại trực tiếp đem viêm đế thiên phượng đại đế bọn người chân áp đến không cách nào động đầy. trong cơ thể nàng hắc khí hiển hiện hai tay biến thành lợi chảo hai con người trở nên đỏ như máu hóa thành một đạo màu đen hồng ánh sáng trực tiếp bắn thanh đế chết thanh đế giống giận trong tay ngưng kết một giải lụa liền muốn hướng hạ vũ bổ tới nhưng hạ vũ khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, đùa cợt nói ra ta thân ái sư tôn, ngươi cho rằng đem ngươi vây ở minh nguyên mặc kệ ngươi, là bởi vì không làm gì được ngươi sao ta đã sớm tại trong thân thể ngươi trung hạ ma trùng, ma trùng đã sớm tiềm phục tại ngươi toàn thân, chết đi. Suy suy, thanh đế trong thân thể đột nhiên toát ra vô số hắc khí, những hắc khí kia hóa thành từng đầu sợi xích màu đen cuốn lấy thanh đế toàn thân, thanh đế tựa như bị trói gô, thiên lực thế mà đều không thể thả ra. Ma trùng ma trùng. Thanh đế trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Nhìn qua Hạ Vũ tấm kia yêu mị mặt, hắn cười thảm. Bán quái sơn người cùng cuồng hoàng đô là ngươi dùng ma chủng khống chế a à ta thế mà thu minh đế làm đồ để tốt một cái tiên linh chi thể. Thế mà lừa gạt được bản đế, lừa gạt được người trong thiên hạ. Vù vù, Hạ Vũ biến thành một đạo màu đen lưu quang phóng tới, cặp kia biến thành màu đen phượng chảo hai tay trực tiếp đâm vào thanh đế ngực. Sau đó đột nhiên xé ra, càng đem thanh đế tươi sống xé rách là hai bên. ầm. Um, hạ vũ lợi chảo vung vẩy đem thanh đế thân thể trực tiếp cào thành thịt nát đồng thời đem thanh đế thần hạch trực tiếp bóp nát ông một đạo lưu quang theo thanh đế trên đầu bay ra hướng nơi xa bay đi hạ vũ cười lạnh một tiếng nói tàn hồn còn muốn trốn ngươi cho rằng ngươi là vô danh sao suy suy hạ vũ màu đen phượng chảo đột nhiên hướng phía trước một chảo một cái to lớn hư ảnh móng vuốt xuất hiện dùng hoảng sợ tốc độ trực tiếp bắt lấy thanh đế tàn hồn lần nữa ra sức vồ một cái không thanh đế tàn hồn sóng gió nổi lên ngưng tụ thành một cái trong suốt ảnh tử, quát ầm lên, giang giật, nhân tộc giao cho ngươi. Bành, to lớn hắc chảo hư ảnh ra sức vồ một cái, thanh đế tàn hồn bạo liệt, triệt để hồn phi phách tán, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hạ vũ trên thân đột nhiên bộc phát khí tức quá mạnh quá kinh khủng, so trước kia minh cổ ngưng tụ ra giả mặt khủng bố hơn gấp 10 gấp trăm lần. Viêm đế thạch đế bọn người căn bản không động được, duy nhất có thể động chỉ có si hồng, nhưng si hồng nhiếp tại hạ vũ khí tức, một khắc này không dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thanh đế bị giết. Hưu, thiên đình còn tại cuồng bạo bay tới, phá vỡ khắp nơi bình tĩnh, Giang giật cái bóng mờ kia bên trong đều là nổi giận, hắn giờ khắc này trong đầu rất nhiều nghi hoặc đều hiểu. Nhân tộc cường giả đại lão, Cửu Dương Thiên Đế gần như giò xét qua, Giang giật trước đó coi là chỉ có một cái bán quái sơn người không có giò xét, mới nhớ tới Hạ Vũ một mực không có cùng Cửu Dương Thiên Đế gặp qua mặt, một lần cuối cùng gặp mặt, Cửu Dương Thiên Đế lại hồn phi phách tán. Tiên linh chi thể tốt một cái tiên linh chi thể còn là tu luyện quang minh pháp tắc là minh tộc trời sinh khắc tinh cái này tiên linh chi thể thành công lừa gạt được rất nhiều người lừa gạt được thanh đế lừa gạt được giang giật hạ vũ minh đế khó nhất người lại là minh đế giang giật cảm giác vô cùng đùa cợt lúc trước hắn còn cùng hạ vũ trở thành bằng hữu may mắn đằng sau không có cùng hạ vũ theo qua mặt nếu bị nàng âm chết cũng không biết giang giật thật bất ngờ sao hạ vũ đánh chết thanh đế cũng không có lập tức xuất thủ nàng quay đầu cười nhạt một tiếng nhìn qua giang giật hư ảnh nói, kỳ thật, chúng ta vẫn luôn tại gặp mặt, người còn tại thiên tinh giới thời điểm, chúng ta vẫn là đối thủ, đáng tiếc ta một mực không thể giết chết ngươi, bất quá lần này. Được rồi, chương 2086, lật tay thành mây. Thiên tinh giới, giang giật nhìn qua hạ vũ tấm kia xinh đẹp vũ mị mặt, trong đầu hiện lên hai tấm mặt, cơ thính vũ cùng hình mộng huyền Giờ khắc này hắn đột nhiên minh bạch, vì sao ngay từ đầu hắn đối hạ vũ giác quan kém như vậy? bởi vì ba người này trên thân đều có một loại rất tương tự khí chất đồng dạng khuynh thành tuyệt thế đồng dạng hắn trí như yêu đồng dạng thiên tư tung hoành có không phù hợp niên kỷ trầm ổn cùng mưu lược giang giật tại thiên tinh đại lục bị cơ thính vô tính toán tại đông hoàng đại lục bị hình mộng uyển tính toán sở dĩ hắn phi thường chán ghét dạng này nữ tử bản năng đối dạng này nữ tử có trời sinh đề phòng cảm giác hạ vũ quật khởi quá nhanh trí tuệ quá biến thái giang giật nghe được hạ vũ đánh xuống thiên vũ giới sau lập tức cảm giác không đúng bản năng đối với hạ vũ sinh ra hoài nghi. Đáng tiếc, đằng sau thanh đế thu hạ vũ làm đồ đệ, tăng thêm hạ vũ thế hệ trung lương, vẫn là tiên linh chi thể, lại tu luyện khắc chế minh tộc quang minh pháp tắc, cùng đằng sau thiên đình tầm bảo hạ vũ bị tiểu nho đế cùng linh phi tiên liên thủ chèn ép, này mới khiến giang giật từng chút từng chút từ bỏ đối nàng hoài nghi, thậm chí còn xem nàng như thành bằng hữu bất quá giang giật có chút không hiểu đã cơ thính vũ hoặc là hình mộng uyển là minh đế vì sao Cửu Dương Thiên Đế không có phát giác Cửu Dương Thiên Đế thế nhưng là vẫn luôn tại Hỏa Long kiếm bên trong a? Giang giật trầm mặc một hồi, mở miệng nói, "Hạ Vũ, ngươi là cơ thính Vũ vẫn là hình mộng huyền?" Hạ Vũ cười, cười đến như một đóa hoa, nàng vuốt vuốt mái tóc, nói ra, "Hai cái này đều là ta, chuẩn xác mà nói. Hai người này linh hồn đều là ta khống chế, ta biết vô danh lão quỷ không chết, một mực truy tung hắn tàn hồn, thuận tiện vận dụng đại thần thông khống chế hai nữ tử." Người nhất định rất nghi hoặc vì sao vô danh lão quỷ vì sao không có phát hiện ta đi. Đúng, Giang giật thẳng thắn nhẹ gật đầu. Ha ha, hạ vũ lần nữa cười một tiếng, phi thường thẳng thắn giải thích nói, bởi vì hai nữ tử này là tự động hiến tế linh hồn, bản tọa linh hồn căn bản cũng không có tiến vào thân thể của các nàng, viễn trình điều khiển linh hồn của các nàng, vô danh lão quỷ tự nhiên là không phát hiện được. Bao quát phía sau bán quái sơn người, nhào đế, linh dương thượng nhân, cuồng đế, đều là gieo xuống một cái phi thường ẩn nấp ma trùng, ma trùng bất động thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì minh tộc khí tức, lại càng không có bản đế khí tức, vô danh lão quỷ làm sao có thể nhìn rõ đâu. Hạ Vũ phi thường tự ngạo tiếp tục nói ra, nói lên đại trí tuệ, vô danh thắng qua người trong thiên hạ, nói lên âm mưu quỷ kế quyền mưu thủ đoạn, cái này người trong thiên hạ ai cũng không bằng bản đế. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, giống như người bình thường nói lời như vậy, rất nhiều người khẳng định hội khịt mũi coi thường nhưng minh đế chính miệng nói ra lại không người không phục hạ vô ẩn tàng đến sâu như vậy trong thiên hạ người bao quát thanh đế đều đùa bỡn tại bàn tay lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn này hoàn toàn chính xác thật là đáng sợ ta còn có chút không hiểu đã minh đế hôm nay như thế thích nói giang giật dứt khoát cũng không động đậy nữa hỏi cho rõ đã người biết rõ ta là thiên đế truyền nhân vì sao về sau tại thiên tinh giới cùng địa giới không nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết ta khi đó ta rất nhỏ yếu Người tùy ý phái cái minh vương liền có thể giết chết ta đi còn có tại thiên đình, khi đó thiên đế cùng si hồng đại nhân đều không tại, người cũng có cơ hội giết chết của ta. Đã cơ thính vũ cùng hình mộng uyển đều có thể xem như minh đế phân thân, như vậy giang giật thân phận hành tung vẫn tại minh đế trong khống chế. Giống như minh đế muốn giết chết cái kia quá đơn giản, tùy ý phái một cái phong vương cấp ngụy đế cấp đi địa giới đều có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Hạ vô tà mị cười một tiếng, hỏi ngược lại, người đoán ta nghĩ người hẳn là có thể minh bạch. Giang giật khẽ giật mình, sau đó đột nhiên tỉnh mộ lại, hoảng sợ nói chẳng lẽ là bởi vì vô danh công pháp. Đây là một phương diện. Hạ vô gật đầu nói, ta nói qua vô danh có đại trí tuệ, ta biết hắn lúc tuổi già sáng tạo ra một loại rất nghịch thiên công pháp, mục đích là vì mở ra tiên vực chi môn, cánh cửa này bản đế cũng vẫn muốn mở ra, nhưng Thủy Trung không có cách nào, sở dĩ bản đế muốn nhìn một chút vô danh môn công pháp này đến cùng có hiệu quả hay không. Sự thật chứng minh hắn môn công pháp này vấn đề rất lớn phía sau người mấy tầng căn bản là không có biện pháp tu luyện a à người ngoại trừ có thể hấp thu một chút thiên địa bản nguyên bên ngoài cũng không có chỗ đặc biệt ngược lại cảm giác người đi lên lạc lối người đời này đừng nói mở ra tiên vực chi môn không ngớt đế chi cảnh đều rất khó đạt tới người đây đều biết giang giật hãi nhiên cái này minh đế quá kinh khủng thế mà liền cái này đều có thể suy đoán ra đến bất quá ngẫm lại hạ vũ cùng hắn tại thiên đình bên trong dạo qua một đoạn thời gian. Nàng như thế cường đại linh hồn đủ để thần không biết quỷ không hay đem chính mình dò xét đến rõ ràng. Chuyện nào có đáng gì? Hạ vũ cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói ra, sở dĩ ngươi đi địa giới, còn có đằng sau một mực không có diệt sát ngươi, kỳ thật còn có một nguyên nhân. Bởi vì bản đế trong khoảng thời gian này đang khôi phục, chiến lực không thể đạt tới toàn thịnh thời kỳ, vô danh lão quỷ tàn hồn vẫn còn, nếu như ta mạo muội hành động, ngược lại sẽ bị hắn triệu tập thanh đế bọn hắn chu sát bản đế, bản đế một mực thích trưởng khống cục diện, mạo hiểm sự tình không đáng giá làm. Ừm, hạ vũ xuất thế cũng liền tại mấy năm này ở giữa, trước đó một mực tại thủy quyền, vừa vặn trong khoảng thời gian này khẳng định đang khôi phục, không dám mạo hiểm vậy mà hành động, cũng rất dễ lý giải. Hạ vô ánh mắt liếc nhìn tất cả nhân tộc cường giả, hai tay một đám nói, chư vị còn có cái gì muốn hỏi, bản đế đều có thể nói cho các người biết. Bỏ lỡ hôm nay, các người muốn hỏi, cũng không có cơ hội, toàn trường lặng lẽ, rất nhiều người muốn hỏi một chút nội tâm nghi hoặc nhưng phát hiện đã không có ý nghĩa quá lớn. Minh đế chuyển thế tại nhân tộc trên thân, còn trở thành thanh đế đổ đệ, thành công chủ đạo âm thầm mưu đồ rất nhiều lần đại chiến. Lặng yên khống chế bán quái sơn người nho đế linh dương sơn người cuồng đế, dẫn dụ nhân tộc mạo muội xuất kích, dẫn dụ thanh đế tiến công minh giới, cuối cùng thành công đem thanh đế vây ở minh giới, lại cùng bán quái sơn người liên thủ hại mấy ngàn vạn nhân tộc tinh nhuệ. Nếu không phải giang giật cùng lân hậu cưỡng ép đem nhân tộc quân đội cùng con dân rút lui xoay chuyển trời đất hồng giới, đoán chừng nhân tộc quân đội cùng cường giả đã sớm bị Minh Đế cùng bán quái sơn người nho đế từng cái lừa giết đi. Minh Đế phát hiện nhân tộc rút về, sở dĩ không có đem toàn bộ quân đội cho lừa giết, mang theo bán quái sơn người cùng cuồng đế hơn 2.000 vạn quân đội trở về. Bọn hắn thành công lừa gạt được cửu dương thiên đế, tiến vào thiên hồng giới. Tại cuồng đế thành, bán quái sơn người nho đế liên thủ xuất kích đem lân hậu xử lý, khiến cho cửu dương thiên đế động thủ, dẫn đến thiên đế tàn hồn tiêu tán để minh đế không kịp chuẩn bị chính là thanh đế thế mà có thể thoát khốn. bất quá cái này cũng ý nghĩa không lớn. minh đế đem thanh đế vây ở minh nguyên thời gian dài như vậy, một mực tại lặng yên bị loại hạ ma loại, cái này một chút đều tại minh đế trong khống chế. giờ phút này thanh đế chết cũng đã chứng minh điểm này. giống như không phải gian giật đến, đừng nói thanh đế, sợ là giờ phút này sở hữu nhân tộc cường giả yêu tộc đều tử trận. bất quá giống như ý nghĩa cũng không lớn. tất cả nhân tộc cường giả nội tâm khe khẽ thở dài coi như giang giật đến coi như bọn hắn giờ phút này còn giữ thân thể tàn phế lại có ý nghĩa gì ai là minh đế đối thủ ai còn có thể cứu vớt nhân tộc yêu tộc minh đế giờ phút này như thế tứ không kiên sợ bởi vì cái gì cũng là bởi vì hắn tự phụ đã nắm trong tay toàn cục đã không có tất yếu lại chơi âm mưu quỷ kế có thể tùy thời đem nhân tộc sở hữu cường giả hủy diệt giang giật cũng phát hiện không có gì tốt hỏi không có gì đáng nói đều đến loại cục diện này hỏi lại nhiều cũng không có ý nghĩa chỉ có một chữ làm Minh đế, hắn thiên đình bên trên to lớn hư ảnh ánh mắt nhìn về phía hạ vũ, nói ra ta rất đồng ý ngươi nói một điểm, thiên đế đại trí tuệ thiên hạ vô song. Bất quá ngươi còn đánh giá thấp hắn, đời ta có thể hay không mở ra tiên vực chi môn ta không biết, bất quá đối phó ngươi, có lẽ còn là đầy đủ. chương 2087, thiên địa chi đại. Hưu, giang giật sau khi nói xong, thiên đình hóa thành một đạo lưu quang hướng hạ vũ bay đi, đồng thời giang giật quát lớn, toàn bộ xuất thủ, diệt sát minh đế thiên phượng đại đế si hồng bọn người không có chút gì do dự trước tiên đánh ra công kích mạnh nhất viêm đế thạch đế ngân đế dừng một chút cắn răng đánh ra công kích những cái kia ngụy đế cấp phong vương cấp phản ứng tự chậm mà lại rất nhiều người đều không dám động thủ ha ha hạ vũ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh cũng không có quá để ý nàng thân thể tại phủ cận chấp động tốc độ quá nhanh nhẹ nhõm né qua tất cả mọi người công kích nàng cũng không có động thủ chỉ là nhìn xem thiên đình tựa như một cái thiên thần nhìn xem phàm nhân vùng vẫy dẫy chết. ông đột ngột thiên đình quang mang lấp lánh vô số phong trùng xuất hiện còn có đếm không hết hỗn độn trùng. đây không phải mấu chốt, mấu chốt là một đạo bạch quang lấp lánh một bóng người dần hiện ra đến lại là giang giật bản tôn. ách toàn trường kinh ngạc tự liền hạ vũ trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc giang giật bỏ qua thiên đình không cần dám mạo hiểm ra chịu chết. ông hạ vũ trong tay hắc quang ngưng hiện liền muốn động thủ bất quá giang giật giờ khắc này trên thân bạch quang thoáng hiện hỗn độn chi khí xuất hiện hình thành một cái hỗn độn thần lá chắn sau đó giang giật ngạo nghễ không sợ hướng minh đế phóng đi tốc độ đạt đến cực hạn bày ra một bộ muốn cùng nàng đồng quy vô tận khí thế hưu giang giật theo thiên đình ra thiên đình vẫn còn đang phi hành bất quá là hướng xa xa nhân tộc yêu tộc đại quân bay đi bên trong là kha lộng ảnh tại khống chế thiên đình giang giật trên đường đem khống chế thiên đình một chút cơ quan nhỏ nói cho kha lộng ảnh Kha lộng ảnh dựa theo giang giật mệnh lệnh, đi đem nhân tộc phong vương cấp ngụy đế cấp cường giả thu nhập thiên đình. Hạ vũ hoàn toàn không thèm để ý thiên đình, cũng không thèm để ý những cái kia phong đế cấp cường giả. Đối với nàng tới nói những cái kia đều là gà đất chó xanh, tiện tay có thể dùng chân áp chém giết, nàng để ý là giang giật. Bởi vì giang giật dám một người bay ra thiên đình, giống như giang giật không phải điên rồi, không phải cảm thấy sống được quá ngán, hắn khẳng định có cầm. Hỗn độn chi khí, hạ vũ rất nhanh phát hiện vấn đề, nàng trong con người hiện lên một tia yêu diễm hồng quang, sau đó đột nhiên xuất thủ. Nàng hát chảo hướng phía trước tìm tòi, đâm ra một đạo cùng vừa rồi giống nhau như đúc cự chảo hư ảnh đối giang giật đột nhiên chộp tới. Phanh phanh phanh, phanh hư không chấn động, nứt xuất ra đạo đạo khe hở, từng đạo mặc kim liệt thạch kim thiết chạm vào nhau thanh âm vang lên, giang giật bên ngoài thuần bạch sắc hộ thuẫn không chỉ có không có vỡ nứt, đều không có một chút biến hình. Thậm chí, cảm giác không có bất kỳ cái gì tổn thương, càng không có bị xung lực đánh lui nửa bước, ngược lại cái kia to lớn móng vuốt hư ảnh bị đâm đến vỡ nát. Quả nhiên là hỗn độn chi khí, Giang giật, cửu dương thiên đế ngược lại là không có chọn lầm người, người thật sự là một cái quái tài. Hạ vũ âm thầm gật đầu, trong đôi mắt có một ít trang nghiêm, nàng nhìn qua giang giật tiếp tục tới gần, trần chờ một chút vẫn là lựa chọn lui lại, tránh đi giang giật. Ô ô, giang giật sau lưng hỗn độn thần lá chắn vỡ ra một cái lỗ hổng, liên tục không ngừng phóng thích phong chi nguyên cùng độc chi nguyên, đem khắp nơi cho bao phủ đi vào năm loại thiên địa bản nguyên dung hợp thành hỗn độn chi khí, phong chi nguyên cùng độc chi nguyên lại không dung hợp. Cái này phong chi nguyên cùng độc chi nguyên kết hợp lại công kích rất là bá đạo, mỗi một tia phong chi nguyên bên trong đều có độc chi nguyên, đáng tiếc phong trùng cùng hỗn độn trùng không thể tiềm phục tại bên trong, nếu không uy lực mạnh hơn. Giang giật một đường bay đến, một đường thả ra đếm không hết phong chi nguyên cùng độc chi nguyên, phô thiên cái địa hướng minh tộc bên kia dũng mãnh lao tới, cuồng đế minh cổ bọn người ánh mắt nhìn về phía hạ vũ hỏi thăm phải chăng muốn khai chiến. Hạ Vũ không có hạ lệnh, chỉ là tiếp tục lui lại, bên kia thiên đình tại đem nhân tộc phong vương cấp quân đội nhanh chóng thu nhập đi vào, Hạ Vũ cũng để ý tới. Thiên đình có thể giả bộ bao nhiêu người, có thể tương thiên hồng giới nhân tộc quân đội toàn bộ cất vào nhập có thể đem 7 cái tiểu thiên thế giới nhân tộc thu sạch đi vào có thể đem ức vạn cái vạn tượng tiểu giới nhân tộc đều đặt vào. Sở dĩ tại Hạ Vũ xem ra, hết thảy đều không phải là vấn đề, giết hay không thiên phượng đại đế mấy người cũng không có ý nghĩa. Giang giật mới là mấu chốt, chỉ cần diệt sát giang giật, nhân tộc ngay lập tức sẽ hủy diệt. Suy suy, hạ vũ nghĩ nghĩ trên thân toát ra vô tận minh ma tử khí, nhanh chóng lan tràn đi một chuyến đem giang giật phụ cận phương viên 10 dặm bao phủ đi vào. Nàng thân thể xông vào minh ma tử khí bên trong, đồng thời không ngừng phóng thích minh ma tử khí, tiếp tục đem giang giật phụ cận phạm vi bao phủ. Minh ma tử khí quá kinh khủng, bên ngoài thoáng cái đã mất đi giang giật cùng hạ vũ thân ảnh, Tụ liền si hồng thần thức đều không thể dò xét vào đây, Chủ nhân, thiên phượng đại đế bọn người cuống lên, đã sắp qua đi hỗ trợ, kha lộng ảnh truyền âm trước tiên vang lên, toàn bộ người đều đừng nhúc nhích, toàn bộ vào thiên đình bên trong, đây là giang giật mệnh lệnh. Ừ, thiên phượng đại đế thần nghe đại đế lướt nhau, bất đắc dĩ bị thiên đình thu vào. Si hồng nghĩ nghĩ cũng tiến vào thiên đình bên trong, giang giật bên ngoài cơ thể hỗn độn chi khí si hồng thiên phượng đại đế đều có thể dò xét đến. Giang giật có thể phá vỡ hỗn độn chi khí ra, còn có thể hấp thu hỗn độn chi khí. Cái này khiến si hồng bọn người thấy được một tia hy vọng, nói không chừng giang giật thật có thể chém giết minh đế đâu. Thiên đình như một đạo hồng quang bay tới, kha lộng ảnh từng cái truyền âm để nhân tộc cường giả không muốn kháng cự, cường giả yêu tộc thì không cần nói, giang giật mệnh lệnh đối với bọn hắn tới nói là trí cao ý chỉ, đương nhiên sẽ không kháng cự. Nhân tộc cường giả, giờ phút này triệt để đã mất đi phương thốn, thanh đế chết một lần quần long vô chủ. Đã giang giật năng lực kháng minh đế, bọn hắn tự nhiên là nghe giang giật, Thanh đế trước khi chết nói qua nhân tộc liền dựa vào giang giật, cái này biến tướng truyền đạt một cái di mệnh để nhân tộc cường giả nghe theo giang giật. Minh tộc đại quân không có đạt được mệnh lệnh đều không dám xuất thủ. Bất quá tại phong chi nguyên độc chi nguyên tản ra, phong trùng cùng hỗn độn trùng công kích về sau, minh tộc đại quân không chiến cũng phải chiến. Cuồng đế cùng minh cổ các loại chờ một đám minh vương tự mình động thủ trấn áp phong trùng hỗn độn trùng, nhưng vẫn là có từng mảnh nhỏ minh tộc quân đội bị gặm ăn, quân đội toàn bộ rút lui. Hạ Vũ băng lãnh thanh âm truyền đến, Minh cổ lập tức để Minh tộc đại quân về phía tây bên cạnh rút lui. Phong trùng cùng hỗn độn trùng bọn hắn có thể chấn áp, nhưng Phong Chi nguyên cùng Độc Chi nguyên quá mạnh. Lúc này mới bao lâu thời gian tự có vài chục vạn Minh tộc quân đội bị chém giết. Vù vù, Giang giật tại Minh ma tử khí bên trong mạnh mẽ đâm tới, nhưng Hạ Vũ tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có cách tới gần. đương nhiên coi như có thể đến gần, Giang giật cũng cầm Hạ Vũ không có cách, lực công kích của hắn quá thấp căn bản là không có cách đối hạ vũ theo thành uy hiếp. Hắn nhưng thật ra là cố ý đang hù dọa hạ vũ, mục đích thật sự là đem sở hữu nhân tộc cường giả yêu tộc trước cứu lại nói. Cái này hỗn độn chi khí hoàn toàn chính xác rất cường đại. Hạ vũ vây quanh giang giật vòng quanh, nàng bắt đầu ý đồ dùng minh ma tử khí thẩm thấu vào giang giật hộ thuẫn bên trong, dạng này liền có thể nhẹ nhõm giết chết giang giật. Nàng có thể dò xét đạt được giang giật cảnh giới cũng không cao, vẫn như cũ còn tại phong vương cấp. Chỉ cần minh ma tử khí có thể thấm vào, nàng có một trăm loại biện pháp giết chết giang giật. Nàng có thể nhẹ nhõm gieo xuống một cái ma trùng, đem giang giật cho phản khống chế. Nàng thử rất nhiều loại công kích, đáng tiếc nhiều nhất chỉ có thể tiêu hao một chút hỗn độn chi khí, mà lại số lượng vô cùng ít ỏi. Hố trời phía dưới hỗn độn chi khí rất nhiều, giang giật đã có thể hấp thu hỗn độn chi khí, kia thời gian ngắn khẳng định không cách nào tiêu hao hết. Bất quá hạ vũ có thể xác định một điểm, Giang giật không cách nào đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì, giang giật tốc độ này tựu không đáng chú ý, tựa như phong đế cấp cùng thiên thần ở giữa khác nhau, đối nàng căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Một nén nhang, hai nén hương, nửa canh giờ, nhân tộc yêu tộc tất cả phong vương cấp cường giả đã sớm được thu vào tiến vào, thiên đình một mực tại phụ cận vòng quanh du tẩu, hạ vũ tạm thời cầm giang giật không có cách nào. Nàng đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên hướng thiên đình bay đi, quay đầu về giang giật khẽ mỉm cười nói, giang giật ngươi cho rằng đem tất cả mọi người thu nhập thiên đình tựu an toàn sao, ngươi cái này thiên đình năng lượng không nhiều lắm a, à bản đế tốn hao một chút thời gian liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Thiên địa chi đại ngươi có thể bỏ chạy cái nào, bỏ chạy thiên yêu giới sao ha ha ha. Chương 2088, Thiên huyễn Cản Khôn Thuật. Thiên yêu giới, giang giật biến sắc, hạ vô thế mà liền thiên yêu giới đều biết xem ra thiên địa chi lớn xác thực không có chỗ an toàn a. À. Hắn phi thân mà ra hướng thiên đình phóng đi đồng thời khống chế phong trùng hỗn độn trùng đồng dạng hướng thiên đình bay đi. Bên kia hạ vũ cười lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo giải lụa màu đen. Xuy suy tấm lụa không phải công kích giang giật, mà là công kích thiên đình. Cái này tấm lụa cùng thanh đế công kích không sai biệt lắm, vừa xuất hiện toàn bộ thiên địa chi lực đều bị khiên động, phong vân biến sắc, thiên địa rúng động, giải lụa màu đen xé rách thương khung, trùng điệp bổ vào thiên đình phía trên, thiên đình căn bản là không có cách tránh thoát đi. Ông, thiên đình vòng bảo hộ không có phá, nhưng phía ngoài hơi mờ màn hào quang có chút khởi động sóng dậy, hạ vũ một kích này không thể so với thanh đế yếu, đây chỉ là tiện tay một kích, còn không phải công kích mạnh nhất. Hưu, giang giật xông vào thiên đình phụ cận, thiên đình quang mang lấp lánh đem giang giật cho truyền tống vào đi, hỗn độn trùng phong trùng cũng từng mảnh từng mảnh truyền tống vào đi. Giang giật trực tiếp truyền tống vào nội điện, những người còn lại thì đều ở bên ngoài, nội điện chỉ có si hồng thiên phượng đại đế hai người, đương nhiên nơi hẻo lánh bên trên còn ngồi xếp bằng mạnh nhanh giang giật làm sao bây giờ kha lộng ảnh phi thường tinh tường tình huống bên ngoài lo lắng nhìn qua giang giật hạ vũ nói không sai thiên đình năng lượng xác thực không nhiều lắm giống như bị hạ vũ dạng này không ngừng công kích nhiều nhất bán nguyệt thời gian liền sẽ bạo liệt trọng yếu nhất chính là giống như không thể chém giết hoặc là đánh lui hạ vũ mọi người núp ở thiên đình bên trong có thể tạm thời an toàn giống như hạ vũ đánh tới thiên hồng giới đánh tới thiên yêu giới, đánh tới bảy đại tiểu thiên thế giới đâu. Giang giật chính mình cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn cao mày trầm ngâm, si hồng là hồn thể không cách nào giúp quá nhiều một tay, thiên phượng đại đế điểm ấy chiến lược căn bản không đáng chú ý, tất cả mọi người trầm mặc không nói nhìn qua giang giật. Suy suy, bên ngoài hạ vũ lần lượt công kích, mỗi lần đều tiện tay bổ ra một đạo màu đen to lớn tấm lụa, dùng thiên địa chi lực chân áp, để thiên đình tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tiếp nhận kia vạn quân chi lực năng lượng nhanh chóng tiêu hao phía ngoài kia từng đạo thanh âm rất nhỏ uyển như tử thần bước chân không ngừng tới gần một khi thiên đình vỡ vụn hạ vũ tuyệt đối chém giết tất cả mọi người để giang giật nổi điên phát cuồng cuối cùng tìm kiếm sơ hở diệt sát giang giật lại nói coi như hạ vũ giết không được giang giật đem sở hữu nhân tộc yêu tộc diệt sát tự lưu lại giang giật một người giang giật còn sống có ý nghĩa gì ông giang giật nghĩ nghĩ thân thể biến mất tại nguyên chỗ cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có mạnh nhanh. Nhìn thấy hai người biến mất, si hồng thiên phượng đại đế lướt nhau, ánh mắt nhìn về phía Kha Lộng Ảnh nói, Kha Lộng Ảnh, vị kia. Thế nhưng là hố trời phía dưới tồn tại. Kha Lộng Ảnh nhẹ gật đầu, si hồng cùng thiên phượng đại đế có chút thở dài một hơi, vị này tồn tại chiến lược thông thiên, có vẻ như vẫn là tiên vực tới có lẽ có biện pháp đối phó minh đế cũng không nhất định. Ông, Giang giật đem mạnh nanh truyền tống đi một cái tiểu thiền điện, mạnh nanh một mực tại nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Giờ phút này mở to mắt nhìn thoáng qua Giang giật, nói ra giang tiểu đệ làm sao không đối phó được địch nhân của ngươi đúng vậy a à, giang giật sầu mi khổ kiểm nói ra nàng ở bên ngoài công kích chính diện kích thiên đình đâu hỗn độn chi khí phòng ngự nghịch thiên nhưng ta còn không biết dùng như thế nào đến công kích ta cần thời gian mạnh đại ca có thể hay không không thể mạnh nanh phi thường khẳng định nói ra ta tuyệt đối không thể lẫn vào phía dưới phân tranh đây là nguyên tắc coi như ngươi chết ở trước mặt ta ta cũng sẽ không ra tay Ách, à, mặc dù biết cái này dị thú nguyên tắc tính mạnh phi thường, nhưng Giang Giật vẫn là thất vọng vô cùng. Hắn phi thường cần thời gian, cần phải đi tiến một bước lĩnh hội lôi điện áo nghĩa, đi nghiên cứu hỗn độn chi khí diệu dụng, đi tìm phá cục chi pháp. Mạnh nanh nhìn thấy Giang Giật sau nghi khóa chặt, sắc mặt khó coi có chút không đành lòng, hắn dừng một chút nói ra, mặc dù ta không thể ra tay, bất quá. Ta có thể dạy ngươi một loại pháp môn, mà lại ta nghĩ nghĩ, dùng thực lực của ngươi, thần thông khác pháp môn ngươi cũng học không được phương pháp này có thể thời gian ngắn đem ngươi chiến lược tăng lên gấp trăm lần trở lên, đương nhiên ngươi đừng kích động, đây là giả, chỉ là ngưng tạo một loại khí thế thôi. quay đầu ta cho ngươi thêm một giọt của ta bản nguyên chi huyết, hẳn là có thể nhẹ nhõm dọa lùi địch nhân của ngươi. còn như dọa lùi sau làm sao bây giờ? đây là muốn chính ngươi nghĩ biện pháp, ta không giúp được ngươi. dọa lùi, gian giật nhẹ gật đầu, hắn cần nhất chính là thời gian, chỉ cần có thể dọa lùi hạ vũ, kéo dài một đoạn thời gian, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Ông, mạnh nhanh đôi mắt sáng lên, hai đạo hắc quang xuất vào giang giật trong đầu. Giang giật linh hồn bên trong xuất hiện một chút tin tức, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất tinh tế trải vuốt những tin tức này. Thiên huyến càn khôn thuật, giang giật rất nhanh cắt tỉa trong đầu tin tức, đây là một loại phi thường cao diệu thần thông pháp môn, so linh huyễn thuật cao minh nhiều. Đây là tại thể nội hình thành một cái đại trận, lợi dụng đại trận này ngưng kết ra một loại khí tức kinh khủng, đạt tới phô trương thanh thế mục đích. Thời gian cấp bách, Giang Giật không tâm tư suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra thần thụ diệp nhắm mắt lĩnh hội. Cái này thần thông nhìn huyền diệu như thế, khẳng định cần một chút thời gian, thiên đình vòng bảo hộ chỉ có thể trèo chống nửa tháng, hắn nhất định phải tại trong nửa tháng cảm ngộ thành công. Suy suy, bên ngoài hạ vũ rất an nhàn đứng tại hư không bên trên, không ngừng công kích. Giang Giật tiến vào sau tựu không có ra, nàng cũng không thèm để ý. Ngắn như vậy thời gian, Giang Giật không có khả năng chiến lược tăng lên nữa, chỉ cần phá thiên đình, Giang giật liền không còn có ỷ vào, thiên hạ chi đại hắn người có thể bỏ chạy cái nào. Cuồng đế minh cổ bọn người một đám minh vương còn tại đánh giết, không có thu nhập thiên đình phong trùng hỗn độn trùng. Hạ vũ công kích nửa ngày sau, dứt khoát phung tay lên để cuồng đế bọn người toàn bộ tới công kích. Xuy suy phanh phanh phanh, mười mấy cái minh vương vây quanh thiên đình điên cuồng chút xuống công kích của mình, thiên đình vòng bảo hộ quang mang lấp lánh không ngớt, năng lượng cấp tốc tiêu hao. Bất quá thiên đình bên trong không có bất cứ động tính gì, Giang giật cũng không có khống chế thiên đình bay đi, tự đứng sừng sướng ở hư không bên trên, mặc cho tất cả mọi người công kích. Một ngày, hai ngày, năm ngày, hạ vũ đều công kích đến có chút mệt mỏi, cuồng đế minh cổ bọn hắn cũng không dám lộ ra một tia không kiên nhẫn, tiếp tục liều mệnh công kích tới. Sở hữu minh tộc cường giả nội tâm đều nổi lên nghi hoặc, giang giật ở bên trong đang làm gì thiên đình vòng bảo hộ năng lượng tại minh đế phán đoán bên trong nhiều nhất chỉ có thể trèo chống hơn 10 ngày, hắn khống chế thiên đình bất động để mọi người xem như bia sống hắn đến cùng ở bên trong làm cái quỷ gì không chỉ là minh tộc các đại lão nhân tộc cường giả bao quát si hồng bọn hắn đều nội tâm bất an giang giật đã biến mất mấy ngày si hồng thiên phượng đại đế viêm đế bọn hắn đều có thể dò xét đến thiên đình không hề động có thể cảm nhận được bên ngoài đang không ngừng công kích năng lượng đang không ngừng tiêu hao giang giật đến cùng đang làm gì viêm đế thạch đế ngân đế bọn người tại ngoại điện toàn bộ lo lắng đổi tới đổi lui Tất cả mọi người có một loại chờ chết cảm giác, còn không bằng trực tiếp ra ngoài chém giết một trận, chết cũng dứt khoát cảm giác. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ông, Giang giật rốt cục xuất quan, hắn thân thể thiểm nội điện, si hồng cùng thiên phượng đại đế kha lộng ảnh lập tức đôi mắt sáng lên. Giang giật khoát tay áo ngăn cản mọi người hỏi thăm, hắn khoát tay phía trước quang mang sáng lên, viêm đế ngân đế thạch đế ra nội điện. Chư vị đừng hỏi nhiều, hết thảy nghe ta mệnh lệnh làm việc, đại gia có thể hay không mạng sống, tự xem lần này. Giang giật mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng mọi người bàn giao, sau đó cẩn thận giải thích một phen, mọi người sau khi nghe xong liếc nhau cắn răng đồng quát lên, được, đại gia chuẩn bị liều mạng. Đi, Giang giật quát lớn, gần như trong cùng một lúc ngoại trừ kha lộng ảnh toàn bộ phong đế cấp truyền tống ra ngoài, ra thiên đình bên ngoài, Giang giật quát lớn, toàn bộ xuất thủ, diệt sát minh đế. chương 2089, Minh Ma Trưởng Ngao ngao, si hồng tốc độ nhanh nhất, hắn thân thể to lớn hóa thành thiểm điện bắn thẳng đến hạ vũ hạ vũ cách ly thiên đình không xa si hồng đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt tựu đã tới tiền phương của nàng bất quá hạ vũ không chút kinh hoàng một bên như thiểm điện lui lại một bên đưa tay đánh ra một giải lụa bắn thẳng đến si hồng ngao si hồng nổi giận gầm lên một tiếng hoàn toàn không để ý cái kia đạo giải lụa màu đen trên thân khí thế đột nhiên cuồng bạo mấy lần tốc độ tiêu thăng thân thể to lớn bên trên phủ văn lấp lánh gào thét mà đi suy suy cái kia đạo tấm lụa bổ chúng si hồng tấm lụa bên trên dịch thái minh khí đem si hồng hồn lực nhanh chóng thiêu đốt tiêu hao si hồng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng thân thể chia năm xẻ bảy tựa như tia chớp hóa thành từng đầu hỏa hồng sắc dây thường đem hạ vũ thân thể cho trói buộc hư hạ vũ cười lạnh một tiếng si hồng không tiếc thiêu đốt hồn lực vận dụng bảo mệnh thần thông trói buộc nàng dưới cái nhìn của nàng lại là vô cùng buồn cười coi như bị tạm thời trói buộc thì thế nào bằng vào giang giật cùng một đám phong đế cấp có thể hủy đi nhục thể của nàng. Liệt dương đâm, viêm đế trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đỏ, hóa thành màu đỏ kinh hồng đột nhiên một đâm, một nhát này lại không phải vật thể công kích, mà là công kích linh hồn, trường thương màu đỏ hư ảnh thoáng cái đâm vào hạ vũ trong đầu. Thiên phượng đại đế trong mắt màu bạc quang mang lóe lên, hai đạo công kích linh hồn tiếp theo phía sau đâm vào hạ vũ trong thân thể. Đồng dạng, tất cả phong đế cấp cường giả đều vận dụng công kích linh hồn, Giang giật cho bọn hắn mệnh lệnh liền là kéo hạ vũ một hơi thời gian, chỉ cần một hơi thời gian cho Giang giật tới gần, hắn liền có thể diệt sát minh đế. Mặc dù, tất cả mọi người không tin tưởng Giang giật có diệt sát minh đế năng lực, nhưng minh đế không cách nào đánh giết Giang giật là sự thật, toàn bộ người đều liều mạng cho Giang giật sáng tạo cơ hội, nhìn hắn có thể hay không diệt sát minh đế, hoặc là hủy đi minh đế nhục thân, khiến cho nàng lần nữa chuyển thế. Vù vù, Giang giật bên ngoài cơ thể hỗn độn chi khí vần quanh, tốc độ đạt đến cực hạn, sở hữu phong đế cấp đồng thời phóng thích công kích linh hồn, si hồng thả ra bảo mệnh thần thông, chỉ để lại hắn sáng tạo một hơi thời gian, hắn làm sao có thể lãng phí. Oanh, hắn vẫn là quá coi thường minh đế, chỉ là nửa hơi thời gian, hạ vũ trên người hỏa hồng sắc dây thường ẩm vang bạo liệt. Si hồng hồn thể một lần nữa giữa không trung ngưng kết, lại là suy yếu không thể nghe thấy, hắn hóa thành một đạo thanh phong sông vào thiên đình, giống như hắn không trốn, tuyệt đối sẽ bị minh đế một chiêu triệt để mẫn diệt. Nhiều như vậy phong đế cấp linh hồn của cường giả công kích, cũng không có đối hạ vũ tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bất quá nàng nhìn thấy Giang giật điên cuồng tới gần, trong đôi mắt vẫn là xuất hiện một tia ngưng trọng. Oanh, Giang giật không có biện pháp, tại thời khắc này chỉ có thể cưỡng ép thả ra vừa mới cảm mộ thiên huyễn càn khôn thuật. Trong thân thể của hắn thiên lực điên cuồng vận chuyển, dựa theo một loại nào đó đặc biệt lộ tuyến du tẩu, tại thể nội tạo dựng một cái đại trận, tại đại trận này thành hình về sau Giang giật khí tức trong nháy mắt gấp 10, gấp trăm lần kéo lên ngụy đế cấp, phong đế cấp, thiên đế chi cảnh. Cuối cùng Giang giật khí tức nhảy lên tới thiên đế chi cảnh, viêm đế thạch đế ngân đế thiên phượng đại đế thần nghe đại đế bọn người, toàn bộ bị khí thế kia chấn áp không thể động. Nơi xa điên cuồng lướt đến cuồng đế minh cổ mấy người cũng lấy làm kinh ngạc, không dám tin nhìn qua hướng hạ vũ điên cuồng vào tới Giang giật. Thiên đế chi cảnh, thiên phượng đại đế cũng là bất khả tư nghị thì thao, Giang giật trước đó là phong vương cấp, tại hố trời phía dưới chờ đợi một đoạn thời gian, ra về sau vẫn là phong vương cấp, làm sao có thể bế quan sau ngắn ngủi mấy ngày tăng lên tới thiên đế chi cảnh. Giả, dạ, tất cả mọi người trong đầu hiện ra hai chữ, hạ vũ cũng là như thế cho rằng, nhưng tại hạ một khác, dị biến tái sinh. Giang giật trong tay quang mang sáng lên, một giọt tử kim sắc huyết dịch xuất hiện, ẩn vào nhục thể của hắn. Đồng thời hắn thả ra dung hợp huyền hoàng chi lực tăng phúc nhục thân, trong nháy mắt đó nhục thể của hắn gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần tăng phúc, một cỗ cuồng bạo khí huyết từ trên người hắn tràn ngập ra, giờ khác này sở hữu nhân tộc yêu tộc minh tộc cường giả thân thể linh hồn cũng bắt đầu run rẩy Giang giật hình thể cũng không có quá đại biến hóa, nhưng tất cả mọi người bao quát hạ vũ đều cảm giác các nàng biến thành một phàm nhân, giang giật lại trở thành một cái ức vạn năm hỗn độn cự thú. Tiên vực lực lượng, hạ vũ đôi mắt co rụt lại, bên trong lóng lánh ánh sáng đỏ không ngớt, nàng ngửi thấy một cỗ biệt dạng khí tức, trong linh hồn của hắn cũng hiện lên nguy cơ chí mạng. Vừa rồi giang giật khí thế mạnh lên gấp trăm lần, nàng cũng không e ngại, mà lại phi thường khẳng định là giả, bởi vì trong đầu của nàng không có hiển hiện báo động, nhưng giờ khác này nàng lại phi thường tin tưởng là thật. Nàng tin tưởng Giang Giật có năng lực giết được nàng, có để nàng hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt năng lực. Trốn, xảo trá như hồ, đây là thế nhân đối minh đế thống nhất ấn tượng. Minh đế chính mình cũng nói luận âm mưu quỷ kế người trong thiên hạ không ai so ra mà vượt nàng, mà người thông minh, thường thường sẽ không để cho chính mình đặt hiểm địa, thích tuyệt đối trưởng khống. Bọn hắn không quen liều mạng, chỉ quen thuộc tính toán cùng lừa giết. Sở dĩ minh đế trong đầu ý nghĩ đầu tiên liền là trốn, bất luận giang giật là có hay không có được diệt sát năng lực của nàng, nàng đều không thể mạo hiểm, trước tiên lui đi lại chậm chậm mưu toan. Uống, nàng đột nhiên hướng phía trước đánh ra hai trường, mà lại nàng hai bàn tay còn trực tiếp đứt gãy, không ngừng biến lớn, phía trên phù văn lấp lánh, minh khí tràn ngập, cực kỳ kinh người. Nhìn thấy kia hai bàn tay viêm đế bọn người sắc mặt đại biến, thạch đế kinh hô lên, minh ma trưởng giang giật cẩn thận, toàn bộ người mau lui lại. Minh ma trưởng phi thường nổi danh, đây là minh đế một loại thành danh thần thông, đứt gãy song trưởng của mình bạo liệt. Đôi tay này trong bàn tay ẩn chứa minh ma trong vực sâu độc nhất tử khí cùng ma tủy, một khi bạo liệt phong đế cấp đều sẽ bị tươi sống nổ gần chết, không cẩn thận bị tử khí xâm nhập, hậu quả khó mà lường được, năm đó diệt ma đại đế liền là bị dạng này giết chết. Oanh, hai bàn tay đánh chúng vào giang giật bên ngoài cơ thể hỗn độn chi khí, phát sinh kinh khủng bạo tạc. Giang giật hỗn độn thần lá chắn cũng không có bị tạc toái, nhưng bên trong hỗn độn chi khí kịch liệt tiêu hao, giống như không phải giang giật phản ứng nhanh lập tức bổ sung hỗn độn chi khí, sợ là hỗn độn thần lá chắn muốn bạo liệt. rầm dầm dầm, bốn phương tám hướng tầng không gian tầng xé rách, xuất hiện từng cái to lớn lỗ thủng, thương khung bị xé nứt. Kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi, viêm đế bọn người mặc dù trốn được tốc độ tương đối nhanh, nhưng vẫn là toàn bộ như phá bao tải lật tung ra ngoài. Trốn, minh cổ các loại chờ minh vương tại hạ vũ đoạn trưởng một khắc này liền chạy hạ vũ có thể đoạn trưởng cho thấy nàng nghĩ rút lui bởi vì đoạn trưởng sau hạ vũ nguyên khí hội đại thương ít nhất phải tính dưỡng mấy tháng thời gian quả nhiên hạ vũ hóa thành một đạo màu đen hồng quang về phía tây mới bỏ chạy chỉ là mấy cái trong nháy mắt liền chạy đến không còn hình bóng minh cổ cuồng đế bọn người đi theo chạy trốn viêm đế bọn người chạy vội mà quay về nhìn thấy giang giật không có việc gì toàn bộ đại hỷ viêm đế trước tiên đưa tin tới nói giang giật mau đuổi theo giết minh đế, nó thả ra minh ma trưởng, nguyên khí đại thương. Phốc, giang giật không nhúc nhích, hắn hỗn độn hộ thuẫn tản ra, lộ ra bản tôn trong miệng tiên huyết dâng trào, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, hắn hận hận nói ra, ta thụ thương, trước lưu minh đế một cái mạng chó, sau ba tháng chúng ta đánh tới minh nguyên, đem minh đế triệt để chém giết. Minh đế, ngươi chờ đó cho ta, giang giật cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra được, câu nói sau cùng thanh âm phi thường lớn, vang vọng phương viên trăm vạn lý. Viêm đế bọn người ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, cơ hội tốt như vậy không có nắm chắc. Lần này không thể diệt sát Minh đế, về sau sợ là rất khó tìm đến cơ hội. Minh đế có kinh thiên thủ đoạn có thể vô hạn chuyển thế, cơ hồ là bất tử chi thân A. Hô hô, Giang giật đợi một hồi, thở ra một hơi thật dài. Hắn không phải không biện pháp truy sát, mà là căn bản truy sát không được A. Hắn vừa rồi hoàn toàn là hù dọa Minh đế, chiến lực của hắn giết không được Minh đế. Không bằng hắn là thật thụ thương, mạnh nhanh bản nguyên chi huyết quá bá đạo, thân thể của hắn chịu không được. chương 2090, sâu kiến, minh đế chạy trốn, minh cổ mấy người cũng chạy trốn, minh tộc đại quân đi được sạch sẽ. Trinh sát dò xét hồi báo, minh tộc đại quân đã hướng thiên cương giới thiên linh giới bên kia lui về. Trở lại thiên hồng giới nhân tộc cường giả đều như chút được gánh nặng, mặc dù cũng không có chém giết minh đế, nhưng ít ra có thể đánh lui minh đế, có thể đánh lui một lần, liền có thể đánh lui lần thứ hai, tổng còn có hy vọng. Sang giật xác định minh tộc thối lui về sau, đem tất cả mọi người mang về thiên hồng giới, bàn giao tất cả mọi người an tâm một chút chớ động, nguyên địa chờ lệnh, chính mình lại mang theo thiên phượng đại đế thần nghe đại đế kha lộng ảnh lại một lần nữa truyền tống rời đi. Hắn lo lắng thiên yêu giới, hạ vũ nâng lên thiên yêu giới, cái này khiến hắn phi thường lo lắng. Giờ phút này thiên yêu giới thế nhưng là không có bất kỳ cái gì cường giả a à, ba vị yêu tộc đại đế, bạo long vương hạn bạt vương toàn bộ đều triệu tập ra. Minh đế thả ra minh ma trường, cái này thần thông cùng si hồng bảo mệnh thần thông không sai biệt lắm, phóng thích sau nguyên khí hội đại thương, không có 3-4 tháng là không khôi phục lại được. Đã minh đế có thể bị dọa lùi, mấy tháng này thời gian đây tuyệt đối là an toàn, sở dĩ giang giật đều không có đi quản thiên hồng giới sự tình, đi trước thiên yêu giới nhìn kỹ hãng nói. Si hồng đi giang giật thứ 9 khỏa tinh thần, đáng tiếc nhưng không có hỏa chi nguyên, sở dĩ si hồng phi thường khổ bức, khôi phục dị thường chậm chạp. Giang giật không có đi phân giải hỗn độn chi khí để si hồng khôi phục, mà tại tiểu thiền điện bên trong ngồi cầm trong tay thần thụ diệp khôi phục thân thể thần thụ diệp năng lực khôi phục nghịch thiên nhưng lần này giang giật dòng giã chữa trị một nửa canh giờ mới hoàn toàn khôi phục mạnh đại ca người cái này bản nguyên chi huyết quá bá đạo một khắc này ta cảm giác thân thể đều muốn bạo liệt giang giật hồi tưởng lại một khắc này tình huống giờ phút này đều lòng còn sợ hãi cái này mạnh nanh huyết cảm giác muốn đem toàn thân hắn thiêu đốt tiên vực bên trong linh thú quá kinh khủng một giọt máu đều bá đạo như vậy bản tọa dù sao cũng là chấn thủ bắc điện bốn ngày thú một trong giống như không phải nhục thể của ngươi đầy đủ cường đại tuyệt đối chịu không được bản tọa một giọt máu mạnh nhanh ngạo nghễ nói sau đó lại có chút khổ mặt thở dài kỳ thật ta tự mình cho ngươi bản nguyên chi huyết cũng là vi phạm thiên quy như bị phía trên biết được bản tọa hội lần nữa bị giam trăm vạn năm tiên vực hội giám thị nơi này sao giang giật tò mò hỏi này cũng sẽ không mạnh nhanh nghĩ nghĩ giải thích nói các ngươi nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì tiên vực cũng sẽ không quản. Đối với tiên vực tới nói các ngươi liền là một cái hố nhỏ bên trong sâu kiến, người cảm thấy ngươi sẽ quản bên trong sâu kiến chết sống. Ừm ưm, Giang giật nghĩ nghĩ đúng là như thế, đoán chừng hồng mông thế giới tại tiên vực đại năng trong mắt, nơi này minh tộc nhân tộc yêu tộc tựa như là ba bầy như dã thú. Nếu như là chính mình nhìn thấy một tòa trong núi lớn ba bầy dã thú, tại tranh đoạt tòa này đại sơn quyền thống trị, khẳng định cũng sẽ ngồi nhìn mặc kệ, ngược lại sẽ xem kịch xem náo nhiệt. Tốt, Mạnh Nanh trầm ngâm một lát nói ra, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, hết thảy đều muốn dựa vào ngươi chính mình. Ngươi tu luyện công pháp ta là xem không hiểu, tiên vực đều không có ngươi dạng này tu luyện, sở dĩ hết thảy đều muốn dựa vào ngươi chính mình. Giống như ngươi có thể mở ra tiên vực chi môn, có thể đi tiên vực, bản tọa liền có thể giúp ngươi càng nhiều. Giống như ngươi không đi được, bản tọa còn được tại các ngươi thế giới khốn bên trên gần trăm vạn năm. Mạnh Nanh sắc mặt ngăm đen lộ ra một tia bất đắc dĩ hiển nhiên đối với Giang Giật mở ra tiên vực chi môn, cũng không có ký thác kỳ vọng. Có lẽ Giang Giật hấp thu hỗn độn chi khí, cũng không có đạt tới quá mạnh chiến lực, cái này khiến mạnh nanh đối với hắn cũng không có lòng tin. Hỗn độn chi khí mạnh nanh cũng không biết làm sao vận dụng, chỉ biết là đây là đồ tốt, là trí bảo. Bất quá bảo vật không phải là cảnh giới, muốn mở ra tiên vực chi môn vẫn là xem cảnh giới, xem đối thiên đạo cảm ngộ, Giang Giật cảnh giới cùng thiên đạo cảm ngộ vẫn là thật quá thấp. Giang giật đối với cái này rất rõ ràng nhưng hắn có thể có biện pháp nào hắn thời gian tu luyện quá ngắn quá ngắn có thể tại ngắn như vậy thời gian có thể đạt tới chiến lược như vậy đã là vô tiền khoáng hậu cửu dương thiên đế đều so ra kém hắn không có thời gian nhiều nhất mấy tháng thời gian minh đế liền sẽ trở về trốn cũ lần tiếp theo nhưng không có vận khí tốt như vậy giống như dọa không lùi minh đế hắn ngược lại là không chết được còn lại nhân tộc yêu tộc lại đều muốn chết tu luyện thiên đình tại triều thiên yêu giới bay đi cần gần nửa ngày thời gian Giang giật ngồi xếp bằng bế quan, hắn cần hảo hảo sửa sang một chút suy nghĩ, nhìn xem làm sao tăng lên chiến lực. Ta dùng hợp năm loại áo nghĩa, cuối cùng để lôi điện áo nghĩa đại thành, vận dụng chín màu thần lôi đem kim mộc thủy hỏa thổ năm loại bản nguyên dung hợp. Thứ chín khỏa tinh thần xuất hiện hỗn độn chi khí, sau đó hấp thu hỗn độn hồ bên trong hỗn độn chi khí. Cái này lôi điện áo nghĩa nhưng thật ra là sáng tạo thế giới trí lý, bất quá. Ta cái này thật là một cái thế giới sao ta đều có thể sáng tạo một cái thế giới, vì sao sức chiến đấu của ta còn yếu như vậy tất cả bản nguyên áo nghĩa đều có thể mang đến thần thông cùng năng lực nhưng ta cảm mộ lôi điện áo nghĩa ngoại trừ có thể hấp thu hỗn độn chi khí bên ngoài cũng không có cái khác tác dụng a hỗn độn chi khí ngoại trừ phòng ngự bên ngoài còn có thể làm sao công kích đâu ta làm như thế nào tăng lên chính mình chiến lược đâu của ta thứ 9 khỏa tinh thần đến cùng phải hay không một cái thế giới Giang giật đối với mình trước đó suy đoán đột nhiên có một ít hoài nghi đã hắn đều có thể sáng tạo một cái thế giới, cái kia chính là sáng thế thần A, vì sao chiến lực cũng không có rõ dệt tăng lên cảm ngộ một cái lôi điện áo nghĩa cũng không có đặc biệt thần thông, cảnh giới càng là không có một chút tăng lên, vẫn là phong vương cấp. Giang giật tâm thần yên lặng tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, cái này tinh thần bên trong hoàn toàn yên tĩnh, hỗn độn chi khí an tĩnh lơ lửng ở bên trong, cái kia đạo chín màu thần lôi tiềm phục tại hỗn độn chi khí bên trong. Phong chi nguyên, độc chi nguyên, huyền hoàng chi lực tại một bên khác lơ lửng, chứ cái đó ra cái này thứ chín khỏa tinh thần không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Chẳng lẽ là ta cảm ngộ phương hướng sai, hay là ta suy nghĩ nhiều quá? Giang giật nội tâm trầm xuống, Hỗn Độn chi khí ra phòng ngự nghịch thiên bên ngoài, cũng không có năng lực đặc biệt. Tỷ như công kích hắn cầm Hỗn Độn chi khí đi thẻ địch nhân, cùng cầm thạch đầu đi thẻ cũng không có khác nhau. Hỗn Độn chi khí cũng không có hỏa chi nguyên bá đạo, cũng không có thổ chi nguyên trọng lực, càng không có mộc chi nguyên quỷ dị. Đây chính là một đoàn hỗn độn ngoại trừ không thể phá vỡ bên ngoài không có bất kỳ cái gì còn lại tác dụng không thể phá vỡ giang giật nội tâm đột nhiên động một cái hỗn độn chi khí đã có thể đem mạnh nhanh cho vây khốn vậy có phải hay không hắn có thể tạo dựng một cái lồng giam đem minh đế khốn đi vào cả một đời vây chết ở bên trong hỗn độn lao tù giang giật sắc mặt vui mừng không cẩn thận mảnh phân tích một chút hắn rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này đầu tiên tốc độ của hắn không được căn bản đuổi không kịp minh đế Minh đế lực phản ứng cỡ nào nhanh hắn tuyệt đối không có có cơ hội đem Minh đế khốn đi vào. Lại nói hắn coi như dùng hỗn độn chi khí tạo dựng một cái lồng giam, Minh đế sớm muộn cũng có thể phá vỡ. Minh đế minh ma trưởng thế nhưng là có thể tiêu hao hỗn độn chi khí, hắn cũng không có tử sắc thần liên giống như trói buộc mạnh nhanh đồng dạng trói buộc Minh đế a. À. Ta chiều này phương diện gì lĩnh hội đâu, Giang giật không bao giờ có chút mê mang, thứ chín khỏa tinh thần cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống, hỗn độn chi khí không có quá nhiều tác dụng. Nguyên bản hắn coi là đạt được một cái thiên đại bảo tàng, lại phát hiện cũng không có cái gì chứng dùng. Bốn tháng, ta nhất định phải trong bốn tháng nghĩ đến biện pháp, giang giật nội tâm thì thào một tiếng, tiếp tục nhập định lĩnh hội. chương 2091, hủy diệt, thiên yêu giới rất nhanh tới, giang giật theo độc ma tử địa trở ra, phát hiện bên trong yêu tộc phi thường bình thường, hỏi thăm một phen thiên yêu giới hết thảy yên tĩnh, hắn lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hạ Vũ nếu biết thiên yêu giới khẳng định liền có thể vào đây, bất quá nàng cũng không hề động người bên trong này. Hạ Vũ quá tự phụ, nàng đích xác cũng có tự phụ tiền vốn, giang giật không có khả năng đem tất cả mọi người để vào thiên đình bên trong, lại nói thiên đình tự nhất định an toàn. Thiên yêu giới như thế ẩn nấp Hạ Vũ đều có thể biết rõ, coi như giang giật đem y phiêu phiêu bọn người chuyển di đi nhận chức địa phương nào, cuối cùng đều có thể tìm tới. Thiên hồng giới cùng bảy đại tiểu thiên thế giới nhân tộc đều là con tin, Hạ Vũ căn bản không thiếu người chất. Giang giật chẳng lẽ có thể đem sở hữu nhân tộc đều ẩn đi lại có thể giấu đi cái nào. Hưu, thiên đình nhanh chóng phi hành, giang giật tâm tình có chút khá hơn một chút, lập tức liền có thể nhìn thấy chính mình thân nhất thích nhất người, hắn nặng nề đè nén nội tâm đạt được một chút làm dịu. Thiên đình tốc độ rất nhanh, chỉ là 10 cái canh giờ tựu đã tới Long Cốc. Giang giật thần thức trước tiên quét xuống dưới, phía dưới vô số người bay vụt mà lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ông, giang giật cùng kha lộng ảnh thiên phượng đại đế thần nghe đại đế ra thiên đình bên ngoài giang giật đem thiên đình thu vào vẻ mặt tươi cười nghênh đón phu quân y thiền bọn người ngạc nhiên bay tới giang giật vẻ mặt tươi cười cùng mọi người chào hỏi tâm tình tốt rất nhiều nhìn xem mọi người nét mặt tươi cười hắn cảm giác được chính mình lại khổ lại mệt mỏi đều đáng giá y phiêu phiêu bên người có một cái oai hùng thiếu niên đây là giang nghịch lưu nhi tử giang tìm mộng hắn nhìn thấy giang giật lập tức cung kính tới hành lễ tìm mộng tham kiến nhị thúc ừ, là tìm mộng A, à, đều thần tướng cảnh không tệ. Giang giật nhìn xem thiếu niên này, một mặt thổn thức, chớp mắt cháu của mình cũng đã lớn thành lớn như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía y thiền bọn người, phát hiện các nàng con người chỗ sâu che giấu không ngừng ảm đạm, hơi có chút ái náy. Hắn thân thể này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối không cách nào làm cho chúng nữ mang thai hài tử, y thiền tô như tuyết bọn người nói không thất vọng không tiếc núi kia là gạt người. Đi thôi, đều trở về. Giang giật không bao giờ không muốn đi, dù sao đi cái nào đều là tu luyện, đi thiên hồng giới tạm thời không có chuyện làm, trước hết ở lại đây mấy ngày đi, cũng có thể thư giãn một tí căng cứng linh hồn. Giang giật tại Long Cốc ở, tạm thời từ bỏ trong lòng phiền lòng sự tình, mỗi ngày bồi tiếp chúng nữ, bồi tiếp y phiêu phiêu, bồi tiếp tiền vạn quán chiến vô song bọn người. Tại Long Cốc ở dài như vậy một đoạn thời gian, gia tộc thân nhân đều tại cái này, hắn cảm giác nơi này tựa như là nhà của hắn, trong nhà luôn luôn nhất hài lòng, nhất thư thái. Tại Long Cốc ở hai ngày, Giang giật tinh khí thần khôi phục đỉnh phong, hắn theo ôn nhu hương bên trong đi ra ngoài, lần nữa bắt đầu nhìn thẳng vào trước mặt gặp được khốn cảnh, tìm kiếm phá cục chi pháp. Một mình hắn đứng tại Long Cốc hậu hoa viên, lẳng lặng nhìn qua đầy sân hoa hồng. Nơi này hoa là một loại tên là đẫm máu bông hoa, hoa này nở tựa như đố quyên đẫm máu, phi thường thêm mỹ, loại này hoa là y phiêu phiêu thích, chúng nữ nghênh hợp tâm ý của nàng cố ý để cho người ta gieo xuống. Xa xa xa, Đằng sau vang lên một đạo rất nhỏ tiếng bước chân, Giang giật quay đầu nhìn một cái thấy là Giang Tiểu Nô, có chút yêu chiều vẫy vẫy tay nói, làm sao nha đầu không có cùng các nàng cùng đi đùa a? À? Ta thích cùng thiếu ra cùng một chỗ, thiếu ra, sẽ không ảnh hưởng ngươi đi. Giang Tiểu Nô có chút rụt rè nói, mặc dù đã là Giang giật nữ nhân, nàng vẫn là quen thuộc gọi Giang giật thiếu ra, tính tình cũng một mực không thay đổi, thích yên tĩnh. Giang giật mỉm cười, kéo qua tay của nàng trong sân dạo bước, cũng không nói chuyện, tiếp tục trầm tư phía trước có một dòng sông nhỏ còn có một cái cái đình giang giật lôi kéo giang tiểu nô đi vào cái đình ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía tiểu hà vẫn như cũ trầm tư thiếu ra người đang suy nghĩ gì đấy tiểu nô có thể giúp đỡ giang tiểu nô ngay từ đầu không nói chuyện nhìn thấy giang giật mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp nhịn không được hỏi đối với nàng tới nói giang giật liền là thiên giang giật sự tình liền là thiên đại sự tình giống như có thể phân yêu lời nói nàng hội không tiếc hết thảy giang giật ánh mắt nhìn về phía giang tiểu nô cười khổ lắc đầu chuyện của hắn đừng nói giang tiểu nô liền xem như cảnh giới cao nhất kha lộng ảnh đều không thể giúp một điểm công việc cùng giang tiểu nô nói cũng là nói vô ích a à. nhìn qua giang tiểu nô cặp kia tha thiết ánh mắt giang giật vẫn còn có chút không đành lòng thuận miệng nói ra tiểu nô a à, ta được đến một cái bảo vật nhưng lại không biết dùng như thế nào cái này bảo vật chuẩn xác hơn nói ta được đến một tòa bảo khố nhưng không có cái này bảo khố chìa khóa không cách nào đạt được bên trong bảo vật dạng này a à, tiểu nô chớp chớp mắt to sau đó sầu mi khổ kiểm nghiêm túc tự hỏi giang giật nhìn ra ngoài một hồi mừng rỡ giang tiểu nô không tính đần, nhưng nàng đơn thuần phải cùng một tấm giấy trắng đồng dạng nhân sinh lịch duyệt quá ít quá ít mọi thứ không quá ưa thích đi suy nghĩ chính mình cũng nói như lọt vào trong sương mù nàng thật đúng là đi nghiêm túc suy nghĩ a à. giang giật mặc kệ giang tiểu nô chính mình tiếp tục trầm tư bốn phía hương hoa sông vào mũi nơi xa tiểu hà chảy nhỏ giọt gió mát nhẹ nhẹ nơi này ngược lại là một cái phi thường thích hợp suy nghĩ địa phương. Có, qua gần nửa canh giờ, Giang Tiểu Nô thế mà kinh hô lên, nàng mặt mũi tràn đầy vui mừng đứng lên, nhìn qua Giang giật nói ra, thiếu ra, ta nghĩ đến biện pháp. a à, Giang giật rất là kinh ngạc, sau đó cười khổ nói, vậy được, Tiểu Nô ngươi nói xem. Giang Tiểu Nô nghiêng đầu, rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói ra, thiếu ra ngươi nói ngươi đạt được một cái bảo khố, lại tìm không thấy tiến vào chìa khóa, không biết dùng như thế nào tòa này bảo khố đúng hay không đã ngươi vào không được, kia hoặc là ngươi liền nghĩ biện pháp đem cái này bảo khố đại môn cưỡng ép phá vỡ, hoặc là ngươi liền đem cả tòa bảo khố cho luyện hóa, không được sao mà thực sự còn không được, ngươi liền đem bảo khố phá hủy, bên trong bảo vật bay loạn, ngươi cũng có thể được một chút ha. À. Ha ha ha, Giang giật mừng rỡ cười ha hả, Giang tiểu nô vẫn là như thế ngây thơ a, à, nghiêm túc suy tư nửa ngày, thế mà trịnh trọng việc giúp hắn nghĩ đến biện pháp phá vỡ bảo khố đại môn đem bảo khố luyện hóa đem bảo khố hủy đi đây đều là lộn xộn cái gì đáp án a giang giật ngẫm lại đều vui phá vỡ luyện hóa hủy đi hủy đi hủy đi giang giật thì thầm mấy lần linh hồn bên trong tựa như một đạo kinh lôi vạch phá hắn toàn bộ linh hồn cũng hơi run lên đôi mắt của hắn từ từ mê mang giang tiểu nô vô tâm ngữ điệu để hắn mơ hồ tìm được một cái phương hướng không bằng hắn vẫn còn không có triệt để nghĩ rõ ràng thiếu ra thiếu ra giang tiểu nô phát hiện giang giật đôi mắt mê mang kinh ngạc nhìn lấy mình kêu vài tiếng, nhưng Giang giật căn bản không có phản ứng nàng, lấy ra thần thụ diệp trực tiếp ngồi xếp bằng nhập định. Nàng không dám đánh quấy Giang giật, học Giang giật ở bên cạnh ngồi xếp bằng nhập định cho hắn hộ pháp. Phá vỡ, luyện hóa, hủy diệt, Giang giật trong đầu lẩm bẩm cái này sáu cái chữ, hắn cái gì đều mặc kệ bất quá một lòng yên lặng đi vào, tinh thần của hắn khóa chặt thứ 9 khóa tinh thần bên trong hỗn độn chi khí bên trên. Sau nửa canh giờ, hắn đột nhiên mở to mắt sống giận, ha 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 ha, hủy diệt tự hủy diệt, toàn bộ hủy diệt đi. Hắn bắt đầu điên cuồng khống chế thứ 9 khỏa tinh thần bên trong hỗn độn chi khí, phong chi nguyên, độc chi nguyên, huyền hoàng chi lực, tử sắc lôi điện, tinh thần chi lực hướng trung tâm hội tụ, sau đó mãnh liệt bắt đầu va chạm. Dầm dầm dầm, như thế hoàn toàn khác biệt năng lượng chạm vào nhau cùng một chỗ, đã dẫn phát từng đợt bạo tạc, năng lượng thuộc tính khác biệt kịch liệt chạm vào nhau khẳng định hội sinh ra cường đại bài xích cùng lực trùng kích. Tại lần lượt bạo tạc về sau, Giang giật thứ 9 khỏa tinh thần bên trong chấn động không thôi, giang giật trong thân thể bởi vì dòng năng lượng động dị thường, sinh ra khí tức hết sức khủng bố, đem bên người giang tiểu nô làm cho sợ hãi. Giờ khắc này, giang tiểu nô cảm giác giang giật tựa hồ muốn tẩu hỏa nhập ma, muốn tự bạo, nàng hoảng sợ hô to, người tới đây mau, thiếu ra xảy ra chuyện. chương 2092, đánh cược, hiu hiu hiu, giang tiểu nô thanh âm phi thường lớn, xa xa tòa thành bên trong rất nhiều bóng người lập tức bay vụt mà tới thiên phượng đại đế thần nghe đại đế bọn người tại mị ảnh vương thiên hàn vương chiến vô song tiểu ưng vương kha lộng ảnh bọn người bay ra y phiêu phiêu cũng không tại mang theo tô như tuyết hy thiền giang tìm mộng các nàng ra ngoài đạp thanh thế nào chiến vô song tính tình gấp người còn tại nơi xa tựu giống to thiên phượng đại đế cùng thần nghe đại đế dò xét thoáng cái sắc mặt đại biến bởi vì giang giật khí thức trong người phi thường hỗn loạn bên trong năng lượng phi thường dâng trào nhìn lúc nào cũng có thể muốn tự bạo dáng vẻ kha lộng ảnh ngược lại phi thường tỉnh táo nàng khẽ kêu đại gia đừng hốt hoảng tất cả chớ động giang giật hiu 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 càng ngày càng nhiều người bị kinh động bay vụt mà đến kha lộng ảnh nhìn lướt qua tiền vạn quán nói khống chế một chút để bọn hắn đừng tới đây việc này ta hội xử lý tiền vạn quán vội vàng ra lệnh để mọi người không cần loạn không được qua đây thiên phượng đại đế cùng thần nghe đại đế đi đến bên ngoài đình thần thức tiếp tục liếc nhìn giang giật thiên phượng đại đế dò xét một trận nói nô phu nhân người trước ra. Không, cho dù chết ta cũng cùng thiếu ra chết cùng một chỗ. Giang tiểu nô cố chấp không chịu đi, kha lộng ảnh lãnh mâu quét qua, khiển trách tiểu nô, khác đừng loạn, nghe lời ra, chúng ta đều đang nghĩ biện pháp, người dạng này sẽ để cho tình huống càng hỏng bét. Kha lộng ảnh khí chàng mạnh phi thường, thân phận địa vị đều rất là cao quý, Giang tiểu nô bị nàng nói vài câu, không dám tiếp tục náo đi xuống, lo lắng nhìn Giang giật vài lần, đi ra rừng ở bên ngoài. Kha lộng ảnh ánh mắt liếc nhìn mị ảnh vương địa sát phương chiến vô song bọn người, lần nữa hạ lệnh, các ngươi để cho người ta toàn bộ rút lui phụ cận, đem phụ cận phương viên trăm dặm nhân tộc yêu tộc đều rút lui, đây là mệnh lệnh. Mặt khác, phong tỏa tin tức, tuyệt đối không thể nói cho lão phu nhân các nàng. Kha lộng ảnh không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Giang giật giống như tự bạo đó cũng không phải là việc nhỏ a, à, phụ cận nhiều như vậy các gia tộc tộc nhân thoáng cái toàn bộ đều sẽ nổ chết chiến vô song có chút trần chờ thiên phượng đại đế nghĩ nghĩ nói ra ảnh phu nhân nói không sai trước rút lui luôn luôn tốt tốt ga à, mỹ ảnh vương thiên hàn vương địa sát vương nhóm người bất đắc dĩ liếc nhau nhao nhao phái người ra ngoài tổ chức các gia tộc rút lui thoáng cái toàn bộ long cốc đều loạn từng mảnh từng mảnh hò hét ầm ĩ không biết xảy ra đại sự gì giang giật khí tức trong người càng ngày càng cuồng bạo khí tức kinh khủng bao phủ phương viên trăm dặm tụ liên chiến lược yếu tiểu nhân hài đồng cũng có thể cảm giác được vấn đề bên ngoài loạn hơn, nhanh chóng hướng nơi xa chạy trốn rút lui. Lộng ảnh tỉ tỉ, thiếu ra, thiếu ra sẽ không xảy ra chuyện sao. Giang giật thể nội thiên lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển, thiên lực nhiễu loạn cuồng bạo không thôi, Giang tiểu nô sợ hãi quá chặt chẽ bắt lấy kha lộng ảnh tay. Đừng nóng vội, kha lộng ảnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhanh chóng truyền âm cùng Giang tiểu nô hỏi thăm một chút tình huống. Nàng đối Giang giật hiểu rõ vô cùng, Giang giật trước đó tình huống phi thường ổn định, không có khả năng vô duyên vô cớ tổ hỏa nhập ma tại giang tiểu nô đem tình huống nói rõ chi tiết một lần về sau kha lộng ảnh lông mày có chút giãn ra mấy phần nàng khoát tay trận lại nói toàn bộ lui ra phía sau yên tâm đây hết thảy hẳn là đều tại giang giật trong khống chế hắn sẽ không xảy ra chuyện thiên phượng đại đế thần nghe đại đế hai người liếc nhau chậm rãi dẫn người lui ra phía sau bởi vì hai người cũng phát hiện vấn đề xảy ra vấn đề không phải giang giật thần hạch mà là hắn cái kia kỳ quái tiểu tinh thần đây cũng là giang giật cố ý gây nên hai người dò xét đến giang giật linh hồn phi thường ôn hòa cũng không có nửa điểm nhiễu loạn cùng ba động nếu như là tàu hỏa nhập ma giang giật khẳng định hội linh hồn chấn động giang giật người nhất định muốn chống đỡ người có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a à? kha lộng ảnh nhìn rất tỉnh táo nhưng nội tâm đã sớm nhanh như hỏa phần giang giật không chỉ là mọi người thiên vẫn là toàn bộ nhân tộc hy vọng giống như giang giật một khi xảy ra chuyện hết thảy đều xong bạo 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 giang giật không biết tình huống bên ngoài hắn toàn bộ tâm thần đều yên lặng tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trên, giờ phút này phi thường mấu chốt, hắn không dám phân tâm. Hắn tâm hoành xuống tới, không thành công thì thành nhân. Hắn không ngừng đang tập trung thiên lực, đem toàn thân năng lượng đều triệu tập đi thứ 9 khỏa tinh thần, hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn đem thứ 9 khỏa tinh thần làm hỏng. Hắn không biết mình là không cảm ngộ sai, hắn cũng không biết thứ chín khỏa tinh thần phát nổ về sau hắn có thể hay không biến thành phế vật có thể hay không chết phát nổ về sau sẽ hay không xuất hiện hắn trong dự liệu tình huống. Hắn lựa chọn đánh cược một cái, hắn lựa chọn tin tưởng cửu dương thiên đế vô danh công pháp cùng trí tuệ, lựa chọn tin tưởng mình cảm ngộ phương hướng là chính xác, lựa chọn hắn chỗ thôi diễn hết thảy đều là thật, hắn muốn đánh cược một cái. Thua, hắn không chết cũng sẽ biến thành phế nhân, rất có thể nổ thành bột mịn. Thắng, nhưng vẫn là không biết. Bởi vì vô danh công pháp đằng sau mấy tầng là sai lầm, hết thảy đều muốn dựa vào hắn chính mình đi tìm tòi, hắn tương lai hội phát triển thành bộ dáng gì, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn cược, bởi vì hắn đã không có đường lui. Dầm dầm dầm, lần lượt bạo tạc, thứ 9 khỏa tinh thần rốt cục bắt đầu xuất hiện vết rách, theo tiếp tục dưới vụ nổ đi, cuối cùng thứ 9 khỏa tinh thần tuyệt đối sẽ sụp đổ, cuối cùng ầm vang nổ tung. Chưa đủ, năng lượng còn chưa đủ. Giang giật rất nhanh phát hiện một vấn đề, thứ chín khỏa tinh thần quá kiên cố nổ tung nhiều lần như vậy còn không có triệt để hủy đi tiếp tục như vậy thứ chín khỏa tinh thần đều không nổ nổ thân thể của hắn muốn chịu không được trước nổ tung từ chỗ nào đi tìm năng lượng hỗn độn chi khí huyền hoàng chi lực phong chi nguyên độc chi nguyên thiên lực tinh thần chi lực các loại chờ sở hữu có thể triệu tập năng lượng giang giật đều triệu tập đi thứ chín khỏa tinh thần hắn đã không có có thể triệu tập năng lượng mà nhục thể của hắn xem tình huống lập tức sẽ chịu không được tự bảo thứ chín khỏa tinh thần vẫn còn không có bị hủy đi dấu hiệu. Đúng rồi, thiên đình, Giang giật đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, thiên đình bên trong chứa đựng rất nhiều năng lượng, hắn có thể khống chế thiên đình, những năng lượng này có thể triệu tập tới. Những năng lượng này là thiên đình hấp thụ tinh thần chi lực, cùng thiên địa ban cho tinh thần chi lực hoàn toàn khác biệt. Những năng lượng này chỉ có thể vận dụng cho thiên đình vòng phòng hộ, Giang giật trước kia hấp thu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không thể chuyển hóa công kích, càng không thể hấp thu vào thần hạch bên trong. Bất quá, Giang giật chỉ là muốn phá hủy thứ 9 khỏa tinh thần, bất kỳ cái gì năng lượng đều được, hắn chỉ cần thuộc tính khác nhau năng lượng va chạm, sinh ra cường đại bạo tạc lực là được, thiên đình bên trong năng lượng hoàn toàn có thể dùng. Thiên đình ra, Giang giật mở to mắt bạo giống một tiếng, thân thể bay vụt mà lên, lơ lửng ở trên không trung, thiên đình xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Ông, Giang giật trong tay xuất hiện thiên châu, tay hắn giơ cao lên thiên châu tựu đứng tại thiên đình phía trên, thiên đình bên trên quang mang lấp lánh từng đạo cuồng bạo năng lượng màu trắng theo thiên đình bên trong lưu chuyển mà ra tiến vào thiên châu, cuối cùng bị giang giật hấp thu tiến thân thể nội, tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần. Thiên đình bên trong năng lượng khủng bố cỡ nào đến cỡ nào cuồng bạo. Giang giật thể nội các loại năng lượng đã rất nhiều phi thường khủng bố, cái này năng lượng vừa tiến vào bên trong thân thể của hắn càng thêm dọa người, toàn bộ long cốc đều có thể cảm nhận được giang giật thể nội cuồng bạo dọa người khí tức. Cái này, toàn bộ người dọa mộng, mặc dù đây là giang giật tự chủ hành động không sai, nhưng hắn đây cũng quá điên cuồng a. À. Hắn không phải là muốn làm lấy long cốc sở hữu nhân tộc yêu tộc mặt tự bạo sao thiên đình năng lượng đều dẫn vào thể nội, đây không phải muốn chết là cái gì. chương 2093, trời sập, quyền cốc phía trên cao vạn trượng uổng phí, một tòa cửa đại thành trì lơ lửng ở trên, thành trì quang mang lấp lánh, bên trong chim bay ngư trùng tẩu thú nhanh chóng du tẩu, phù văn lấp lánh, thất thải quang mang bốn phía, Cự thành phía dưới đứng tại một thanh niên, hắn tóc đỏ bay múa, một bộ thanh bảo bay phất phới, trong tay giơ cao lên một viên chiếu lấp lánh hạt châu. Vô số năng lượng màu trắng theo thiên đình bên trong lưu chuyển đến thiên châu, tiếp lấy tràn vào giang giật trong thân thể, cuối cùng tiến vào hắn thứ chín khỏa trong tinh thần. Thiên đình quá lớn, đương nhiên trọng yếu nhất chính là giang giật khí thức quá kinh khủng, mà lại là càng ngày càng mạnh, giờ phút này toàn bộ long cốc đều có thể cảm nhận được, trong long cốc đã sớm hoàn toàn đại loạn. Không được, Kha lộng ảnh cảm ứng một phen, lần nữa khe kêu trong long cốc sở hữu nhân tộc cùng yêu tộc nghe lập tức rút lui long cốc. Đây là mệnh lệnh, không được sai sót. Thiên phượng đại đế đồng dạng cảm giác một tia không đúng, hắn quát khẽ không sai, rút lui, lập tức. Giang giật trước đó khí tức chỉ có thể so ngụy đế cấp, coi như tự bảo cũng sẽ không có đại sự, nhiều nhất phụ cận tòa thành san thành bình địa khí thế không ngừng kéo lên, dẫn động thiên đình năng lượng, không nói tự bảo coi như những năng lượng này khống chế không nổi tiết ra ngoài một chút trong lòng cốc một người đều chớ nghĩ sống. Hiu hiu hiu, các gia tộc cường giả lập tức mang theo bản tộc người già trẻ em nhanh chóng hướng ra phía ngoài bôn tẩu, kha lộng ảnh bọn người hỗ trợ động thủ, dẫn người hướng ra phía ngoài triệt hồi. Cũng may lòng cốc không lớn, người không tính quá nhiều, thoáng cái đều rút lui ra ngoài. Kha lộng ảnh vẫn chưa yên tâm, để các tộc cường giả mang theo bọn hắn người rời đi long cốc phụ cận, các tộc bên trong thế nhưng là có rất nhiều chiến lược thấp phụ nữ trẻ em, rất dễ dàng bị ngộ sát các loại chờ tất cả mọi người sau khi rút lui, Kha Lộng ảnh Thiên Phượng Đại Đế Mị ảnh Vương Thiên Hàn Vương Địa Sát Phương Tiểu Ưng Vương bọn người mới đứng tại giữa không trung phía trên, khẩn trương chú ý xa xa giang giật. Giang Tiểu Nô bị Kha Lộng ảnh gắt gao giữ chặt, nếu không sợ là đã sớm phóng đi giang giật bên người. Giang giật khí tức trên thân quá cuồng bạo, Giang Tiểu Nô nội tâm hiện lên một loại sợ hãi thật sâu, trong mắt nàng cũng không dám rơi lệ, sợ một cái chớp mắt giang giật tự nổ thành bột mịn. Vù vù, nơi xa một đám người bay vụt mà đến, ra ngoài du ngoạn y phiêu phiêu bọn người trở về, y thiền tô như tuyết doãn nhược băng ma yêu nhi kỳ thanh trần bọn người tại. Các nàng bị bên này thiên địa linh khí dị thường ba động kinh động đến, thật xa thần thức tựu quét tới. Tiểu giật, y phiêu phiêu thần thức tại giang giật trên thân đảo qua, lập tức hoảng sợ kêu to lên, tô như tuyết bọn người sắc mặt đại biến nhau nhau nổ bắn ra mà đến, không ngừng kêu gọi giang giật danh tự. Nhị thúc mẫu thân, nhị thúc đang làm gì, giang tìm mộng bị mạch hoài tang mang theo nhìn qua sừng sướng ở trên không trung giang giật bị hù dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệch bắt lấy mạch hoài tang tay mạch hoài tang không biết chuyện gì xảy ra nàng nhìn một cái xa xa giang giật ổn định tâm thần an ủi nói ra yên tâm đi tìm mộng người nhị thúc thế nhưng là trên đời này nhất kỳ thiên tài hắn nhất định không có việc gì hắn là ông trời của chúng ta thiên làm sao có thể sập đâu ừm thiên vĩnh viễn sẽ không sập nhị thúc chắc chắn sẽ không có việc gì giang tìm mộng trùng điệp gật đầu hắn là nghe giang giật truyền kỳ cố sự lớn lên giang giật không chỉ là hắn nhị thúc hay là hắn thần tượng là hắn sùng bái nhất anh hùng không gì làm không được chiến thần ha 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 vào thời khắc này xa xa giang giật đôi mắt đột nhiên mở ra hắn ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng thanh âm vang vọng phương viên vạn lý ánh mắt của hắn liếc nhìn tất cả mọi người một chút nhếch miệng cười một tiếng nói ra ta thân nhất thích nhất người giống như lần này ta chết đi xin đừng nên là ta bi thương bởi vì đây là lựa chọn của ta lộng ảnh hết thảy đều nhờ ngươi hủy diệt đi bảo 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 giang giật đại hống vài tiếng thanh âm chấn thiên động địa vang tận mây xanh vang lên trong tai của mọi người chấn động đến trái tim tất cả mọi người đều kém chút nát giang giật trong thân thể một đầu cự long cũng xuất hiện bắn thẳng đến thiên đình bên trong giang giật đem si hồng cho đưa đi thiên đình tiểu tử ngươi điên rồi thiên đình bên trong vang lên một đạo tiếng kinh hô mạnh nanh cưỡng ép truyền tống ra kha lộng ảnh nhìn thấy mạnh nanh về sau lập tức khẽ kêu mạnh đại nhân mau ngăn cản giang giật suy suy thiên đình năng lượng tại thời khắc này điên cuồng tràn vào giang giật thể nội giang giật bên ngoài cơ thể năng lượng lấp lánh không ngớt vô số năng lượng lao nhanh vây quanh thân thể của hắn xoay tròn du tẩu cảm giác toàn thân hắn có mấy vạn đầu lôi long cuốn lấy hắn song mạnh nanh vừa mới nghĩ xuất thủ lại phát hiện đã muộn giang giật thể nội khí thế đạt đến đỉnh điểm cả người hóa thành một cái trích dương bày ra đến chướng mắt, bày ra tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng. Một cỗ khí tức kinh khủng theo trong thân thể của hắn truyền đến, sau đó thân thể của hắn tại tất cả mọi người trong tầm mắt hóa thành một cái tỏa ra pháo hoa. Oanh, một đạo chấn thiên động địa tiếng vang, toàn bộ không gian rung động kịch liệt, sau đó trực tiếp bị xé nứt, xuất hiện một cái cự đại không gian hắc động. Từng đạo vết nứt không gian đem thương khung xé rách, hướng bốn phương tám hướng dọc theo, mà lại thoáng cái dọc theo đi chân trời, tựa hồ toàn bộ lão thiên đều muốn bị xé rách. Lui, mạnh nhanh quát to một tiếng, trực tiếp huyễn hóa ra bản thể, ngăn tại kha lộng ảnh thiên phượng đại đế cùng y phiêu phiêu bọn người cái phương hướng này. Hắn không chỉ có huyễn hóa ra bản thể, bản thể còn vô hạn biến lớn, biến thành dài vạn trượng, đem bên này kinh khủng sóng xung kích chặn hơn phân nửa, nếu không dùng y phiêu phiêu tô như tuyết đám người chiến lược khẳng định hội không ngăn nổi. Phanh phanh phanh, cứ việc mạnh nhanh chặn đại bộ phận lực trùng kích, nhưng kha lộng ảnh bọn người vẫn là bị tung bay ra ngoài ngoại trừ kha lộng ảnh thiên phượng đại đế thần nghe đại đế các loại chờ thiếu số người những người còn lại đều bị chấn thương khóe miệng tiên huyết tràn ra mặt mũi tràn đầy trắng bệch thiên trời sập mạch hoài tang tại một khắc cuối cùng giúp giang tìm mộng trận đại bộ phận lực trùng kích không qua sông tìm mộng bị mạch hoài tang phun ra một mặt huyết hắn nửa điểm không có để ý cũng không có đi lau máu trên mặt hắn nhìn qua nơi xa cái kia to lớn không gian hắc động nhìn qua đầy trời còn tại phiêu tán rơi dụng huyết nhục môi hắn run rẩy không ngừng thì thảo sập trời sập tiểu giật y phiêu phiêu gào lên đau xót một tiếng hai mắt một tiếng ngất đi từ giữa không trung rơi xuống nàng tận mắt thấy giang giật tự bảo nhìn thấy giang giật thân thể bị tạc thành đầy trời thịt nát giờ phút này không trung còn có huyết nhục của hắn đó căn bản không làm được giả giang giật chết rồi nàng không thể thừa nhận như thế sự thật tự nhiên ngất đi phu quân mà yêu nhi doãn nhược băng tô như tuyết hai mắt tối sầm đồng dạng ngất đi thanh trần y thiền kha lộng ảnh bọn người coi như kiên cường không có lập tức hôn mê. bất quá mọi người giờ khắc này đều cảm giác trời sập thế giới này đã mất đi sắc thái giống như kinh khủng bạo tạc đừng nói giang giật coi như thiên phượng đại đế tại trung tâm vụ nổ cũng bị thiên địa chi lực xé rách thành mảnh vỡ đi một cái hình người thần câu diệt làm sao có thể không chết. a à, mạnh nanh cũng không có để ý kha lộng ảnh y phiêu phiêu bọn hắn ánh mắt của hắn nhìn về phía khắp nơi mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện cái kia bị giang giật đánh ra không gian hắc động thế mà không có khép lại, ngược lại. Bốn phương tám hướng thiên địa linh khí điên cuồng hướng trong lỗ đen dũng mãnh lao tới. Cái hắc động kia tựa như là một cái cự thú lỗ hồng, muốn tương thiên yêu giới sở hữu thiên địa linh khí, sở hữu thiên địa nguyên tố đều hút sạch. Không tốt, mạnh nanh nghĩ nghĩ, cảm giác càng thêm không thích hợp, ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên phượng đại đế cùng thần nghe đại đế quát khẽ, mau đưa các người cái này giới diện sinh linh toàn bộ chuyển di, cái này giới diện, rất có thể hội sụp đổ. Giới diện sụp đổ, thiên phượng đại đế cùng thần nghi đại đế mặt mũi tràn đầy chấn kinh, giang giật cái này tự bạo quá mạnh a à một người tự bạo muốn đem toàn bộ giới diện đều cho nổ nát. chương 2094, tận thế hàng lâm. Không đúng, mạnh nhanh để kha lộng ảnh tỉnh ngộ lại, ánh mắt của nàng quét về phía thiên phượng đại đế cùng thần nghi đại đế, nhìn thấy hai người hoàn hảo về sau, đôi mắt đẹp của nàng lập tức sáng như tinh thần. Đại gia đừng hoảng hốt, chủ nhân không chết, Thiên Phượng Đại Đế cùng thần nghe Đại Đế đã sớm tỉnh ngộ lại, bởi vì hai người còn sống, Giang Giật vừa rồi sự tình khẩn cấp cũng không có thời gian trả lại hai người hồn trùng. Bọn hắn vẫn là Giang Giật hồn nô là linh thú, Giang Giật mà chết, bọn hắn làm sao có thể còn có thể sống được. a à, hai vị yêu tộc Đại Đế cảm ứng một phen, hai người con ngươi lần nữa có chút co rụt lại. Bởi vì hai người hoàn toàn không cách nào cảm ứng được Giang Giật bất kỳ khí thức gì cùng tình huống, loại hiện tượng này trước kia gặp được một lần kia là Giang Giật tiến vào hỗn độn lao tù, giờ phút này cũng không có hỗn độn lao tù, Giang Giật đây là đi đâu chẳng lẽ đi một thế giới khác. Suy suy, bốn phương tám hướng không gian thiên địa linh khí điên cuồng hướng cái hắc động kia dũng mãnh lao tới, hai đại yêu tộc đại đế cảm ứng một phen lập tức không dám suy nghĩ nhiều. Mạnh nhanh không có hủ dọa bọn hắn, giống như thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên tố tiếp tục bị dạng này hấp thu xuống dưới, toàn bộ thiên yêu giới không gian đem không cách nào cân bằng cùng ổn định. Cái này vết nứt không gian hội càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, toàn bộ thiên yêu giới không gian sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, triệt để hủy diệt. Tiểu tử kia không chết, các người đừng lo lắng, mặc dù bản tọa không cảm ứng được khí tức của hắn, nhưng là... Tòa cung điện này cùng tinh thần của hắn liên hệ vẫn còn ở đó. Hắn ít nhất linh hồn không có sụp đổ, động tĩnh của nơi này đều là hắn lấy ra, như thế bảo tạc hắn đều không chết được, coi như cái này giới diện hỏng mất, hắn cũng không chết được. Nhưng giống như các người còn không đi, giới diện sụp đổ toàn bộ sinh linh đều muốn bị không gian chi lực rào sát. Mạnh nanh lạnh băng băng quét qua toàn trường quát lạnh một tiếng, tiếp lấy không quan tâm trực tiếp tiến vào thiên đình, không tiếp tục để ý. Kha lộng ảnh tỉnh ngộ lại, mạnh nanh đây chính là tiên vực linh thú A, đã hắn nói giang giật không chết được, vậy khẳng định không có việc gì. Giang giật tự bạo trước đã từng nói hết thảy đều xin nhờ nàng, nàng tự nhiên muốn tỉnh táo xử lý toàn bộ người nghe lệnh lập tức an bài sở hữu thiên yêu giới nhân tộc yêu tộc rút lui ra thiên yêu giới rời đi thiên yêu giới càng xa càng tốt kẻ trái lệnh giết không tha kha lộng ảnh mệnh lệnh thoáng cái thiên phượng đại đế cùng thần nghe đại đế nhao nhao hạ lệnh vô số yêu tộc bắt đầu chuyển động đem mệnh lệnh truyền đạt lái đi mệnh lệnh thiên yêu giới bên trong sở hữu yêu tộc hướng hang không đáy tụ tập hưu kha lộng ảnh nhanh chóng hướng thiên đình bay đi giang giật trước đó dậy nàng một chút khống chế thiên đình cơ quan nhỏ thiên đình bên trong đơn giản khống chế nàng vẫn có thể làm được, nàng lo lắng duy nhất chính là nàng không cách nào tiến vào thiên đình. Ông, quả nhiên, nàng tới gần thiên đình sau đánh ra mấy đạo thiên lực, thiên đình cũng không có quang mang lấp lánh đem nàng truyền tống vào đi. Bất quá rất nhanh bên trong đột nhiên truyền đến một đạo hấp lực, nàng thân thể biến mất tại nguyên chỗ ra thiền điện bên trong. Đa tạ mạnh đại nhân hỗ trợ, Kha lộng ảnh nhìn thấy mạnh nanh tại tiểu thiền điện bên trong, biết rõ mạnh nanh giúp một chút, cái này dị thú có được kinh thiên thần thông, cái này thiên đình hắn nghĩ không chế quá dễ dàng. Tiến vào thiên đình, Kha Lộng ảnh tựu thở dài một hơi, đánh ra mấy đạo thiên lực, thân thể nhẹ nhõm truyền tống đi nội điện. Sau đó khống chế thiên đình bay đi, đem y phiêu phiêu bọn người từng mảnh từng mảnh thu vào. Thiên đình nhanh chóng bay múa, đem tất cả mọi người thu nhập vào. Kha Lộng ảnh mặc dù nhập giang ra đã khuya, nhưng uy vọng cao, chiến lực cũng cao, Thiên Phượng Đại Đế thần nghe đại đế đều nghe nàng, những người còn lại làm sao dám kháng mệnh. Hưu, thiên đình hóa thành một đạo lưu quang về phía tây mới bay đi, trong lòng cốc bôn tẩu đi ra các thành viên gia tộc đều tại chiều phía tây bôn tẩu. Những người kia tốc độ không nhanh, chỉ là phi hành gần nửa canh giờ tự đuổi kịp các nàng. Kha lộng ảnh truyền âm ra ngoài làm cho tất cả mọi người khác đừng chống cự, từng cái đem bọn hắn truyền tống vào ngoại điện bên trong, làm cho tất cả mọi người tĩnh tọa, an tâm ở. Nhân tộc chỉ có hơn mấy ngàn vạn ngược lại là dễ làm, vấn đề là yêu tộc nhiều lắm a. À. Mặc dù yêu tộc quân đội bị triệu tập ra ngoài 100 triệu, nhưng còn có không ít cấp thấp yêu tộc quân đội, còn như những cái kia phổ thông yêu tộc càng là nhiều vô số kể, ít nhất có vài tỷ. Ta đã đưa tin xuống dưới, để sở hữu yêu tộc mau chóng hướng hang không đáy tụ tập, ảnh phu nhân, người có thể thu bao nhiêu tính bao nhiêu đi, đây cũng là lên trời kiếp số. Thiên phượng đại đế khe khẽ thở dài, muốn đem tất cả yêu tộc hấp thu đi vào, đó là không có khả năng. Dựa theo cái hắc động kia hấp thu thiên địa linh khí thiên địa nguyên tố tốc độ, cùng vết nứt không gian dọc theo tốc độ, hắn suy tính nhiều nhất 3-4 ngày thời gian, cái này thiên yêu giới có thể liền sẽ sụp đổ. Thiên đình có rất nhiều tầng không gian, chen một chút, chứa đựng vài tỷ yêu tộc không có vấn đề. Nhưng thời gian quá ngắn, 3-4 ngày thời gian hoàn toàn không đủ dùng. Giống như có thể có 6-8 ngày thời gian, thiên đình ngược lại là đủ để tương thiên yêu giới chuyển lên một vòng. Tốt ha, kha lộng ảnh khe khẽ thở dài, ép buộc chính mình đừng đi nghĩ quá nhiều, một lòng trước hết sức đem thiên yêu giới yêu tộc cứu ra càng nhiều lại nói thiên phượng đại đế thần nghe đại đế mệnh lệnh thoáng cái toàn bộ thiên yêu giới sôi trào tộc trưởng của các tộc các trưởng lão lập tức tổ chức các tộc yêu tộc con em hướng hang không đáy phương hướng chạy như điên cũng may hang không đáy ngay tại bốn vực giải đất trung tâm bốn vực yêu tộc đi hang không đáy lộ trình đều không khác mấy xa giống như liều mạng đi đường có đại bộ phận yêu tộc có thể tại ba ngày có thể đuổi tới hang không đáy đông vực yêu tộc tương đối may mắn